có một cái bao trong góc trong cùng cái chi nhi à. Mấy ngày rồi nó chuyển khoản mà không thấy chuyển khoản. Chuyển khoản đi đơn mà gọi biết không được. Trong góc cái chi nhi đó. Đó, bao to to, trong góc luôn, góc trong cùng luôn. Đó. Cái gì đây? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Linh chứ không phải Nhi, đúng rồi. Đúng rồi. Ừ. Nhắn tin cũng không được luôn ạ. À. Nhắn tin không rét. Mà gọi không nghe máy, bảo hôm bữa bảo nhắn ra bảo để chuyển khoản đi đơn. Thông xuân tiền tiến điện bàn. Cái đơn này 991 liền ạ. Điện tiến à. Tiến của Phú Thọ đó. Xung thông xung diện. Mấy ngày rồi, hay 5 ngày rồi đó. Cả nhà nha. Để đánh dấu cô lần sau mua hàng đã chứ. Xuống gì mà Ngọc Linh. Bà thử bà gọi qua thử. Áo riêng chị ơi, áo riêng. Bà thử bà gọi lại cái số này phát ra nè. À, cái đơn là 13 món. Từ ngày ngày 10/07/02 532 862. Không phải là từ ngày 10 mà là chưa đi được đơn nè. Từ ngày 8. Đơn gì Ngọc Linh à? Ngọc Linh điện thử. Rồi nha, hello cả nhà nha, lên nhanh luôn chị em mình ơi. Điện thử có được không? Không được thì xả luôn, chặn luôn. Ngọc Linh. Hello, hello cả nhà nha. Lên nha chị em mình ơi, sang hàng sale. Chị nào vô rồi tương tác lên luôn, dù nguyên tối nay áo phong cực đẹp luôn. Áo phong thái cực kỳ đẹp luôn. Chị nào mà bỏ qua cái lô tối này hơi tiếc. Hàng 779 này là hàng thị trường đang chạy sỉ là 7x 7 mấy nghìn ấy. Nha, hàng 779 này là hàng thị trường đang chạy 7 mấy nghìn ấy. Không nghe đúng không? Không nghe. Ngọc Linh mười mấy món vậy mình ơi, 13 món. Thân xã. 13 món xung diện diện à. Điện tiến thì vào Quảng Nam từ ngày 8 tới giờ rồi, bảo để chuyển khoản mà chuyển hay đi đâu ấy. Rồi nha, lên nha chị em mình ơi, đơn đầu tiên, chị này là đơn đầu tiên, lần đầu tiên mua hàng luôn, lần đầu tiên mua hàng nhá. Rồi nha, các thể loại luôn, 13 món. Ok chị ơi, ok nhá. Rồi em lên nha, em lên nha. Chúc cho chị nào chia sẻ nha, chị em mình vô xem live chia sẻ lên luôn dùng nguyên, mỗi chị em mình vô xem live tương tác lên luôn dùng nguyên nhá, kiểm tra thử là mình đã chia sẻ chưa. Vì cái mã nào nguyên sale nguyên xã thì nguyên sẽ chốt cho những chị nào chia sẻ thôi. Rồi con đầu tiên sai chị em mình 52 đổ về, 52 đổ về nhá. Lên mã này kiểm tra thử là mình đã chia sẻ hết chưa nha. À, chị thấy trên trang cá nhân có bộ thể thao nam tầm mấy ký, 72 ký có sai gì Trung Kiên Nguyễn ơi, đến 72 ký. Con này tặng cho chị em mình 19k. Tặng 19 nha. Kiểm tra là mình đã có chia sẻ chưa. Vì những cái gì hạng nguyên sale là chị chốt cho những chị nào tương tác nhiệt tình thôi. Nha, 19.000 con này, sai dành cho chị em mình 52 đổ về. Là chị em mình chúc đẹp con này. Chúc mã này là mã tặng 19 nhá. Hello chị Cúc, hello chị Bông nha. Hello chị Thu Thảo Trần.
Hello chị Bích Trâm Huỳnh, hello chị Lo Nguyễn nha. Rồi cái set này á, em đang đi luôn chị em mình là 95.000 nè. Set này đang đi 95.000 nè chị em mình nè. Set này đang đi 95 nè. Em lên hàng Trung Thái nhanh thôi, không có nhiều nha. Chị sợ chị đã nhiều đó. Binh à? Ừ. Thôi kệ chậm yếu báo mà. Chiến Kiều Dung rồi nha. Chị em mình ơi, cái set này đang đi chị em mình bao nhiêu tiền? Đang xe chị em mình là 95.000 nè. Cái nó 19k, 95.000. Em bán tặng luôn cho chị em mình set này với giá là 69.000. Ai nhanh có set 69 nha. Trời ơi, size 55, 57 đổ về là chị em chút đẹp. Nha, lên luôn dưỡng mã này là mã set luôn dùng nguyên. Chị nào lấy set, lên set luôn dùng nguyên. Hàng này là hàng mấy? Chị Rimka mình comment là nó hiện lên người dùng Facebook. Không tìm ra được. 69 cho chị Khánh Trang. Ê, giật à? Cám gì chưa? Cám cái gì? Chụp hình như cục nguồn nó lắm nè. Con này size 52 đổ về hàng 95 này dẻo mà nè, ba con. Đúng rồi, cục nguồn nó mà để cho ở đi. Chắc dễ chắc thiệt. Rút đấy. Rồi nha, lên nhanh luôn dùng nguyên cái này. Size 52 đổ về hàng này, hàng sale 95.000 này trẻ mình nè. Con này cao cấp luôn. Thánh Tròn à? À, từ từ, áo em đang mang có, từ từ em lên nhé. Cái này em đi luôn trẻ mình luôn à. Ba con. Ba con. Ba con nhé, cái này em có ba con cùng một size. Chị này chốt một size. Có chị ơi, áo này là hàng Thung Thái 779. Hàng này đang xỉ, người ta đang xỉ 7 mấy nghìn. Em đi trẻ mình 50 mấy nghìn thôi. 50 mấy nghìn thôi. Rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên con này. Ba con coi, sale 95 đúng không? Cái này em đi chị em 79.000 luôn, ai nhanh có 79.000 luôn. Một nu, một xanh và một đen. Hàng này là hàng hàng đi sỉ 17 mấy nghìn nè. 17 mấy nghìn. Từ từ, đơn trước em. Là sao? Là sao chị Lo Nguyễn ơi? Rồi nhá, cái này em đi luôn chị em 79.000 luôn dùng nguyên. Đâu phải là xanh đen đâu chị, màu đen mà. Đen nha, màu nu nha. Và màu xanh ngọc. Ba con với giá 79.000. 79.000, sĩ nhà Nguyên đang không có giá này. Hàng này đang sale 95.000. Chốt mã 79. Comment mã 79. Chị này là từ ngày 8 tháng 3. Đơn của chị này từ ngày 8 tháng 3 này. Bộ này tiếc, thật sự rất là tiếc luôn. Hàng 105.000 nguyên sale này. Nha. Đó là chị hai cái chọn màu luôn cho em đi chợ. Chọn màu đi chị ơi, sale 52 thôi nha. Bộ này đang sale ba màu luôn, màu đen nữa. Chọn màu cho em nha. Rồi nha, lên luôn dùng cái này. 200 vài ngày năm tới giờ chưa nhận chị hỏi mà không thấy. Rép mai mà gọi mai chị gọi lại giùm em nhé. Cảm ơn chị Trung Kim Nguyễn nhé. Bộ này em sale luôn trẻ mình 75k, hàng 105 này. Ta rẻ mình 5255, bộ này trẻ mình mang mua nào cũng được hết. Mua nào mang cũng được cái này. Xanh và đen. Không có size to. Không có size to nhé, lên mã set luôn dùng nguyên. Không có size to, chân váy không có size to nhé. Từ từ chờ em xíu chị Xương Cao ơi. Chờ em xíu tiêu nhé, lên mã công sở luôn dùng nguyên. Size này là size 57 đổ về. 57 đổ về. Cái này 75 à? 75.000. Trời ơi, không phải là bộ đâu, cái này em bán áo thôi. Con này em chỉ bán áo thôi, không phải bán bộ nha. Rồi nha, lên luôn dùng mã này, mã công sở. Em đi luôn trẻ mình con này với giá lên luôn cho trẻ mình luôn. 65k. Hàng này đang sale 79k. Con này đang sale 79, size 57. Lên mã chăn váy luôn dùng nguyên. Nha, tiếp luôn dùng nguyên con này. Size 26. Riêng size 26, em bán tặng luôn chị em mình con này 69.000 luôn. Cái này là nguyên bộ chị ơi. Nguyên bộ nhá, con này size 26 này. Lên mã riêng 26 bán tặng chị em mình 69k. Lưng siêu cao và giãn nhiều nha. Chị em mình nhìn nè, bao đẹp luôn. Nha, chốt lên luôn dùng nguyên cái này với. Sale luôn chị em mình con này với giá là 69k. Nha, 69k luôn. Đây, con này mới vừa lên xong. Quần riêng. Riêng 69 cho Trương Thị Hồng Linh. 69 gì đó Trang Lê. Rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên con này mới vừa lên xong. Hai con size L, size 65k, hàng công ty nhé. Cái này em sale trẻ mình 55k. 55k nhé. Size này nếu như mà nữ mang thì là dưới 60kg thôi. Còn nam tầm khoảng dưới 57kg. Lên mã vàng 65 luôn dùng nguyên là ok. Hàng công ty nhé. Quên lộn. Vàng 55. Vàng 55 dùng nguyên nha trẻ mình. Được hai con. Quần tay đó. Rồi hỏi nhẹ là như thế nào chị ơi? Quần tay là quần tay chứ hỏi nhẹ là như thế nào? Nha, lên luôn dùng mã áo. Quần riêng chị ơi, những cái này em chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Áo 55 được hai con.
Này, bộ bò sữa dài nó bữa sale cho em bao nhiêu tiền? Hôm bữa bộ bò sữa dài này hàng sale 89.000. Vừa chị ơi vừa nhá. Con này đang sale 89.000. Hàng này là thun thái nhá. Em bán tặng luôn cho dẻ mình con này luôn. Lên mã bò sữa. Bán tặng luôn cho dẻ mình con này 59.000 bò sữa. Chốt cho chị nào chia sẻ thôi. 59.000 bò sữa nhá. Chị nào lấy bò sữa lên bò sữa luôn dùng nguyên. Rồi con này áo nam. Size 55 ký đổ về. Chốt cái đơn tới 990 mấy nghìn. Không em không like lại đâu chị ơi. Và cái đó em chỉ chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Quần riêng size 26 thôi. Riêng hết rồi. Quần nha. Riêng là size 26 thôi. Nhưng có người chốt rồi chị ơi. Nha. Rồi lên luôn dùng nguyên. 59 cho bông Nguyễn. Áo nam tặng 29.000 luôn. Size 55 đổ về. Khoái gì đó chị ơi. Khoái này không biết rớt xuống cái em treo lên. Không biết size gì luôn. Size S rồi. Xây mờ, xây mờ. Váy xây mờ. Lên mã áo nam 29.000. Phải quần tay, phải vi-tết chị ơi. Mua nhà nguyên quần tay chỉ có 2 biên và vi-tết thôi, không có cái gì khác hết. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái này. Xe 34B con này hàng xúc nhá. Xe 34B con hàng xúc mốt mỏng 249.000. Con này hàng 249.000. Xe L thì ngon rồi, hết rồi. Rớt xuống cả em sale, em treo lên thôi. Con này em đi chạy em còn luôn bao nhiêu tiền? 59.000. 59.000 nhá. Ok có rồi, 59.000 chút lên luôn dùng nguyên vậy mà nó bỏ thun thái ra. Nhanh nhá. Thun thái nhanh tay như vậy mà thôi. Đẩy thun thái bên kia qua. Thun thái bên kia đẩy qua. Riêng thun thái. Bò bóng bê à. Cho chị trao hồng đào. 59 à. Là cái eo ngực ấy, cái eo ngực ấy. Cái eo ngực ấy. Lên luôn chạy mình thun thái. Nhanh tay nha, bà cứ bỏ bên này nè. Bỏ cái ghế bỏ bên này nè bà. Bỏ cái ghế bà chắc chồng bên này nè. Thun thái nha chị em mình ơi. Thái 779 xong chị em mình sờ ra. Là hàng cho chị Nguyễn Trinh. 29 nghìn Nguyễn Trinh. Là hàng người ta đang xỉ là 70 mấy đó. Nghìn 29 nghìn cáo nam á chút chưa. Cáo nam á chút chưa. Chút rồi nha, bà chút cho ai đó. Áo nam bà chút cho ai đó. Ui. Lên cái áo mình đang mang trước. Cái áo mình đang mang trước nhá. Đâu cái này? Con này ở đây, đây lên áo Nguyên đang mang trước nhá. Con này form trẻ mình 60-62. Toàn là thun thái, hàng 777, 779. Hàng 779 là hàng người ta giờ đang chạy sỉ là 70 mấy nghìn một con. 70 mấy nghìn một con. Ủa chứ kéo đây. Chứ cọc nó rồi. Rồi nha. Trời ơi. Mỗi màu em có một cái hai cái thôi nên là chị em mình nhanh tay nhé. Có ba con màu vàng thôi. Ba con màu vàng thôi. Em đi luôn chị mình con này giá 59.000. Nguyên nói là đẹp hơn cái con xúc nhặt đợt năm ngói em bán. Nha, đẹp hơn con xúc nhặt năm ngói em bán luôn. Nè. Chắc bao đã luôn chị em mình nhé. Lên luôn những mã này là mã chục. Chục vàng nhá. 59k. Áo xanh phía sau. Rồi ok, áo xanh phía sau luôn cho Út Hâm. Không có vừa đâu chị Thu Thủy ơi. Út Hâm à. Út Hâm. 59.000 nhá, chắc bao đã luôn chị em mình ơi. Vàng cho chị Cúc Nguyễn. Không mua được cái này thôi. Cái này nó nó. Rồi ok nè, vàng cho chị Cúc Nguyễn này. Cho chị Thanh Hằng này. Và Diễu Nguyễn nữa là hết vàng nhá. Hết vàng nhá. Rồi lên luôn những mã này là mã chục đen. Hết vàng nha chị em mình ơi. Nguyên nói là riêng cái hàng này chị em mình không săn được, hơi bị tiếc. Nhận hàng về bao chắc luôn chị em mình, hàng này quá đỉnh luôn. Nha, vải bao đã luôn. Lên mã chục đen luôn dùng nguyên nhá. 59.000 con nha chị em mình nói. Chục đen. Size chị em mình lấy 62. Đây nè form này. Nó không có phủ mông. À phủ mông nha chị em mình nói. Nó vừa phải chứ không phủ mông đâu. Nha. Form này form vừa thôi. Lên mã chục đen. Em có 3 con chục đen thôi. 3 con chục đen. Đi luôn cho chị em mình là giá. Từ từ. Xương cao. Từ từ. Xương cao là bảo lấy xanh ngọc này. Xương cao xanh ngọc. Ok xương cao xanh ngọc. Chục đen cho chị Thu Mơ nè. Chục đen cho Thu Mơ nè. Ok nè. Cái này cho chị xương cao nè. Xương cao nè. Chắc đỉnh luôn. Nha. Không mua được con này hơi bị phí nha. Lên mã chục đen luôn dùng nguyên nhá. Chục đen em có 2 con. Chị nào lấy chục đen lên chục đen luôn dùng nguyên nè. Chục đen còn 2 nè. Chục này có đúng 1 con. Chục màu nu nhá. Màu xám nhá. Chục xám đúng 1 con. Chị nào lấy chục xám lên chục xám. Chắc bao đã luôn. Chục đen chị Thanh Hằng luôn. Thanh Hằng luôn. Thanh Hằng. Ủa sao chị em mình bóc dần con sao hết. Xíu nữa có màu trắng. Xíu nữa có con màu trắng. Sao bóc dần con màu trắng hết quen rồi. Cái này cho chị Nguyễn Thị Ly này. Nguyễn Thị Ly này.
trắng này cho chị trắng phía sau. À quên, quên lộ. Nguyễn Thị thì lấy lên tin hai con luôn. Nguyễn Thị thì lấy hai con 59 càng con nhá. Lên thông tin cho em nha. Đấy. Đấy. Lâu lâu làm xin kêu vài con phía sau chị em mình đỡ hết phía sau rồi. Đấy phía sau rồi. Lên mã chuột trắng em có một con duy nhất nè. Đẹp. Em nói là bình thường chị em mình mua thun thái mà 49.000 nó đủ độ xịn rồi đúng không? Con này chắc miên man mỹ mãn luôn vậy mà nói. Nha mùa này mà mang áo phong thái của nhà Nguyên đây thôi. Size 52 thôi chị Hoa Héo ơi, con đó size 52 thôi. Lên mã chuột trắng, đúng một con chuột trắng. Đúng một con chuột trắng. Nha, chuột trắng. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Thị Linh nhé. Rồi nha, lên luôn dù Nguyên cái này. Chuột cam, chuột trắng em có một con. Lên mã chuột cam nhé. Đỏ. Đỏ cho chị luôn phía sau. Chuột trắng cho Thu Mơ. Dây dây ơi, gỡ hết của em rồi. Xương cao nè. Ok chị xương cao nè. Xương cao nè, không có size L chị Hương Trần ơi. Hết không sao rồi. Rồi, rồi nha, lên luôn chung mã này là mã chuột cam. Chuột cam em có một con thôi. Nha, 59k chị nào không coi được cái này hơi bị tiếc. Chị nào không coi được cái thông thái này hơi bị tiếc nha chị em mình nha. Tự tin luôn. Nha, chốt mã chuột trắng luôn dù Nguyên. Cái này chị em mình từ 40 đến 62 cái chị em mình đều mang ok. Nha, chốt mã chuột. Chuột trắng hết nha. Trăng váy phía sau có một cái. Không đâu rồi đây. À, đơn từ ngày 8 là hai đợt chốt hàng, bảo là gom lại chuyển khoản. Gom lại chuyển khoản tới bữa nay. Tới bữa nay chưa chốt, cái này em sale nó 79k. Tới bữa nay luôn. Nhắn tin là không rep, không hề rep luôn và gọi điện không nghe máy. Nhiều chị mua hàng vui lắm. Nhá, nhiều chị mua hàng vui lắm cho chị Hoa Héo 79k sale luôn. Rồi nha, lên mã chuột xanh, hai con xanh thang thôi. Hai con xanh thang. Hai con xanh thang. Còn trang váy em còn lẻ tả xíu em sale chị em 79k. Chủ yếu là con size nhỏ thôi. Nha, đúng hai con xanh thang này chị em ạ. Đẹp miên man luôn, tương tác lên nhiều nguyên xíu nha chị em mà nói. 59k con này luôn. Nha, nhận con này về chị em chỉ có khen thôi. Cái gì vậy trời, không phía sau. Ok, gỡ hết làm sao rồi. Có cái màu chị rút mỗi màu kêu lên phát nữa nè. Nhận hàng đẹp xuất sắc, tối nay có lên quần riêng có luôn. Nhưng mà chị em mình chịu khó tương tác cho nguyên xíu, view cao xíu lãng xiên. Còn rồi lên luôn cho mã chuột xanh thang. Tại vì sao? Ví dụ hàng riêng á, hàng nguyên ri xanh thang cho chị Ngọc Ánh. Hàng nguyên ri mà lên chị em mình chốt có đúng một con thôi. Xanh thang Trương Như Ngọc, hết xanh thang thì là làm biến lên. Rồi nhá, lên mã chuột hồng. Chuột hồng này có một con thôi. Chuột hồng này đúng một con thôi. Chị nào lấy chuột hồng và mang lên chuột hồng luôn giùm Nguyên nhé. Chốt mã chuột hồng luôn giúp Nguyên. Chuột hồng nha, xanh thang hết rồi chị Đặng Nhã Ca ơi. Chuột hồng. Nó tương tự na ná như nhau chị ơi, nhiều mẫu đẹp lắm. Em nói là về 1.500 hàng từ lúc trưa giờ em giờ em còn hơn 500, hơn 500 một xíu thôi. Hơn 500 một xíu thôi, mở ra treo giùm cả mấy. Mở đại ra treo giùm 5 cái 5 mẫu nè. 5 cái 5 mẫu cho nó đài phía sau. Rồi nhá, lên mã chuột hồng luôn dù Nguyên này chị em mình nè. Chuột hồng cho chị Thanh Hằng. Thanh Hằng khách cũ phải không chị ơi? Khách cũ đúng không? Lên lại thông tin giùm em đi. Lên lại thông tin giùm em phát. Nhá, cho nó chắc nhé chị ơi. Ok này, cho chị Thanh Hằng. Thanh Hằng chuột hồng cái nó lo kêu ra. Nha, hồng này nó nhạt hơn xíu thì dạ mình. Lên mã hồng nhạt, đẹp lắm. Chị nào mà nè, quay cận luôn kìa mình coi cái chắc này. Cái này chắc của nó là chắc có tông nhân, hàng này quá xịn luôn. Vừa vô tư 62 cái đổ về là chị em mình chốt đẹp. Nha, lên luôn dùng mã này, mã hồng nhạt luôn dùng Nguyên. Hồng nhạt luôn dùng Nguyên nhá, chị em mình nhìn. 59 càng con nhá, chốt mã hồng nhạt, bỏ qua con này tiếc lắm luôn. Nha, chốt mã hồng nhạt. Bộ pyjama nó không có size nhỏ chị ơi. Chị dặn mười mấy ký, 59k chị dặn 13 ký nhưng mà cái đó phải 16 ký đổ lên. Ok mẹ xúc. Lên mã hồng nhạt em có 3. Nha, chuột đen có 1, chuột hồng nhạt có 3, chị Hồ Lợn con. Cô Lợn con nha, 3 con màu hồng nhạt. Chị nào lấy hồng nhạt lên hồng nhạt. 4 con màu hồng đậm. 4 con màu hồng đậm nhé. Chị nào lấy chuột hồng đậm chốt lên giúp Nguyên. Ừ, chắc xong trẻ mình mua xong cái sợt cái mã mà mã phong thái 779 giờ hiện tại là người ta tính giá sỉ thôi là bảy mấy nghìn con rồi, tính giá sỉ không là bảy mấy nghìn một con rồi nha. Lên luôn những mã hồng nhạt và hồng đậm, giá em lên luôn trẻ mình là 59 càng con nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi, lâu lâu mới còn đợt thái, chờ lắc rắc là lâu rồi, chờ rắc là lâu rồi nha chị em mà nói nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên, hồng đậm hồng nhạt. Xanh ngọc có đúng 2. Xanh ngọc thì đúng có 2 con thôi.
Chị nào lấy chục xanh ngọc, lên chục xanh ngọc luôn dùm em. Mã này là nó nhiều nhất nè, là em lên trước. Còn những cái mã còn lại thứ còn cái thôi. Cho chị Ngọc Ánh, chị Ngọc Ánh lên lại thông tin cho em nhé. Cho chị Ngọc Ánh luôn, lên lại thông tin luôn dùm em. Có hai con xanh ngọc nha, chị nào lấy xanh ngọc, chút xanh ngọc luôn dùm em nha. Comment mã xanh ngọc luôn dùm em. Xanh ngọc nhá. Không có cổ V chứ, xanh ngọc cho Nguyễn Lý. Đang không có cổ V. Xanh ngọc Nguyễn Lý và Thanh Hằng. Thanh Hằng. Ok, hết xanh ngọc, lên mã xanh dương, còn ba con xanh dương nữa là hết. Ba con xanh dương nữa là hết nhé. Nha, chị nào lấy xanh dương lên xanh dương luôn dùng đi. Có cả mẫu lon nữa. Có cả mẫu lon nữa. Hai con một cây. Rồi nha, lên luôn dùng cái này. Cái em mặc cho chị Phạm Bích Phương. Tôi sẽ mặc cho Phạm Bích Phương. Rồi nha, lên luôn dùng mã này là mã xanh dương. Còn ba con xanh dương nữa là hết mã chục. Ba con xanh dương nữa là hết mã chục nhá. Cưng lắm luôn chị em rồi. Mà chắc đã lắm. Nha, chốt lên luôn dùng mã xanh dương. 59k là hết mã chục nhá. Chị nào lấy xanh dương, comment xanh dương luôn dùng nguyên. 59k nhá. Có ba con xanh dương nhá. Thực ra chị nào lấy xanh dương lên xanh dương sao bỏ cái này đó. Xanh dương cho bạn nhé. Hoặc là cho nó gọn nhé. Nha, rồi tiếp luôn dùng nguyên nhé. Xanh dương cho Giang Đoàn. Giang Đoàn hết xanh ngọc rồi chị Ngọc Nguyễn ơi. Hết xanh ngọc nhá. Hết xanh ngọc còn xanh dương thôi. Còn xanh dương. Rồi cái này thứ còn cái thôi. Thứ em có một cái thôi. Xanh dương cho chị Nguyễn Ngọc có rồi chị ơi. Ngọc Nguyễn ok. Ngọc Nguyễn có rồi. Ui. Đây được có một cái. Nha, rồi lên luôn cho mã gấu. Gấu có một con duy nhất thôi. Gấu cam một con duy nhất nhé. Em đi 59k. Gấu cam nha. Chị nào lấy gấu cam lên gấu cam luôn dùng nguyên. 59k hết nha chị em mọi người. Trời ơi cưng. Mấy cái họa tiết này cưng quá. Gấu cam. Anh Dương Ngọc Nguyễn có rồi nha. Gấu cam cho chị Sương Cao. Sương Cao. Lên mã hình nè. Cô ta có hai cái. Cô ta. Xanh dương hết rồi nha. Hết xanh dương chị ơi. Xanh dương còn cái hình này nè. Xanh hình dương còn mã hình này nè. Nhá. Chị nào lấy xanh dương. Gấu cam còn không? Gấu cam hết rồi. Cái này cam gì đây? Áo lon cho chị Phạm Bích. Gấu này gấu này đúng không? Không, cái này Mickey rồi. Toàn bộ là thun thái. Tối nay em lên chị em mình toàn bộ là thun thái hết. Thái 779 cho chị Phạm Bích Phương. Lên mã cu te này em có hai con. Nguyên nói nhớ nó mà chờ thun thái. Chờ thun thái bỏ qua con này tiếp lắm. Cho chị Thanh Hằng con. Còn con nhá. Còn con nhá. Cưng lắm luôn chị em mình ơi. Vải này phê pha luôn. Nha, chốt lên luôn dưỡng mã này là mã cu te nhá. Cu te. Không có phông ôm chị. Cái này không có phông ôm đâu. Phông ôm chỉ có mua Boris thôi. Chị muốn mua phong ôm, chị mua bao rip thôi nha. Chị nào lấy cu te lên cu te con cái. Rồi ok. Nha, rồi lên luôn chung mã này mã gấu. Gấu có hai con. Cu te phụ pha rồi nha. Gấu này có đúng hai con. Không chị ơi, không 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 không. Con vừa rồi nè. Cam hết. Lên cho chị em mình chọn màu luôn. Cho chị em mình chọn màu luôn. Cho chị em mình chọn từng màu luôn. Nè. Chung mã này là mã gấu luôn dùng nguyên nhắc có hai con gấu. Cu te hết rồi nha. Cam trên tay kìa cho anh Nguyễn nè. Cam trên tay là cam nào? Lên rõ luôn cam gấu đi. Cam gấu nha anh Nguyễn. Lên nha. Rõ mã đi chị ơi. Lên đúng mã đi. Cu tay hết rồi. Gấu cho chị Thanh Hằng. Còn Thanh cái Hàng. Còn cái nhá. Còn cái nhá. Lên luôn dưỡng mã này mã chữ và. Đẹp lắm. Phê pha con này luôn. Nha, chốt lên luôn dưỡng mã này là mã chữ vàng luôn dùng đi. Nha, comment mã chữ vàng. Gấu còn một con gấu nhá. Còn một gấu nha. Lên mã này là mã chữ vàng luôn dùng nguyên có một cái chữ vàng. Ai lấy chữ vàng comment lên chữ vàng luôn giúp nguyên này. Chữ vàng có chia sẻ về trang cá nhân chưa Rita? Trời ơi cái này mà không săn được tiếc lắm luôn. Những cái nào gọi là xịn sỏi này chị em mình phải tranh thủ mà săn. Hết cú te rồi anh Nguyễn. Rồi nha, nha. Lên luôn dùng hết cú te rồi lên mã chữ vàng thôi. Chữ vàng cho Ngọc. Comment mã chữ vàng dùng nguyên nhá cho chị Ngọc Ánh. Còn cam gáo đó anh Nguyễn một, ơi. Một chữ vàng nữa, chị nào lấy chữ vàng comment lên chữ vàng luôn dùng nguyên. Hết rồi chị ơi, hết rồi. Comment lên mã chữ vàng nhá. Nè, ba chữ này tương tự như nhau. Những cái này tương tự như nhau lên mã chữ trắng là ok. Những cái này tương tự như nhau lên mã chữ trắng là ok nhá chị em mình ơi. Nhá, chốt mã chữ trắng luôn dùng nguyên. Nha. Chốt mã chữ trắng luôn dùng nguyên là ok. Các kiểu chữ toàn bộ là màu trắng hết.
nha. Các kiểu chữ trắng, chị nào lấy chữ trắng lên chữ trắng bao đẹp luôn nha. Hết cái màu này rồi đó chị em mình ơi. Và cuối cùng cái mã này, của cái màu này nha, chị nào lấy chữ trắng comment lên chữ trắng giúp Nguyên. Em đem trẻ mà 59k thôi. Chữ vàng em hết rồi. Comment mã chữ trắng là ok, form to, form này chị em mình lấy 62 kg. Vẫn mang ok luôn dùng Nguyên nhá. 62 kg chị em mình vẫn mang ok. Nha, chị nào lấy cái mã này chị lên luôn dùng Nguyên nhá. Hồi nãy thấy cái cọc cọc lon ở đâu đấy? Cọc lon hồi nãy ở đâu đấy ta? Cọc lon hồi nãy ở đâu? Rồi nhá. Chống nắng có chị ơi, chống nắng có. Chống nắng có. Ừ, có con gấu đẹp lắm chị em không chốt à? Con gấu nó đẹp, gấu hồng đẹp thế. Size 62 đổ về là chốt ok nhá. 62 cái đổ về là chị em mình lên ok luôn dùng sau này. Nha, rồi tiếp. Tiếp luôn dùng Nguyên, xanh ngọc. Tiếp xanh ngọc, nãy giờ chị nào bao nhiêu chị chốt không được xanh ngọc lên xanh ngọc luôn dùng Nguyên. Nhá, chị nào chốt không được xanh ngọc lên xanh ngọc cưng vô này. Cái này em có 3, xanh ngọc này có 3 con thôi. Xanh ngọc này đúng 3 con thôi. Nha, lên luôn dùng mã ngọc và size này chị em mình 57 độ, à quên lộn, 62 cái độ về chị em mình chốt ok. Nhận con này về miên man mỹ mãn chắc luôn. Nhá, chốt mã chữ vàng luôn dùng Nguyên. Xanh dương nào, xanh dương hết. Xanh dương sao? Ok, xanh dương sao chịu anh Nguyễn. Cho anh Nguyễn. Anh Nguyễn. Rồi nha, lên luôn dùng mã ngọc vàng luôn dùng Nguyên. Có 3 con ngọc vàng cho chị Khánh Trang. Cho chị Khánh Trang, màu xanh ngọc luôn là màu dĩa mai nhá. Ok, chị Khánh Trang con. Còn hai con ngọc vàng, chị nào lấy ngọc vàng, chốt ngọc vàng luôn dùng Nguyên nhé. Nha, cho chị Thanh Hằng con, cho chị Ngọc Ánh con, Ngọc Ánh con. Nha, rồi ok. Lên mã gấu luôn dùng 1, 2, 3, 3 con gấu vàng. 3 con gấu vàng. Chữ vàng từ từ chờ em xíu. Chốt mã gấu vàng luôn dùng Nguyên có 3. Gấu vàng có 3 nhé chị em mình luôn. Nè, cưng chưa? Nha, gấu vàng có 3 con gấu vàng. Chị nào lấy gấu vàng, lên gấu vàng luôn dùng Nguyên. Chị Hồ Lợi chuyển qua cái con gấu này nè, cưng này. Nha, lên mã gấu vàng luôn dùng Nguyên. Chữ vàng từ từ chờ em xíu xíu nhé. Gấu vàng, có 3 con gấu vàng. Giá em lên luôn chị em mình là 59k toàn thun thái thôi. Trời ơi, chọn đúng mẫu luôn cho em đi. Đúng không? Đúng không? Gấu vàng cho Tiên Trưng Trần. Tiên Trưng Trần, chị Hồ Lợi. Cho chị Nguyệt Ánh Nguyễn. Chị em mình không lên rõ mã không dám chốt ấy. Cái này cho chị em mình chọn mẫu mà. Nha, chị nào lấy gấu, lên gấu luôn dùng Nguyên. Rồi nhá. Ôi, còn lại thì nó na ná giống nhau hết chị em mình ơi. Na ná giống nhau hết. Nha, rồi lên luôn chung mã này là mã hình vàng. Con này cũng con gấu. Cam từ từ, cam chị lấy cam nào? Cam gấu được không? Cam gấu nha, cam gấu đẹp kìa. Đây này, cam gấu em có một con này chị lai lên nè. Cam gấu em có đúng một con nè. Có chị ơi, có. Cam gấu còn con này, chị nào lấy cam gấu lên cam gấu dùng Nguyên nhá. Em đi luôn trẻ mình con này giá 59.000 thôi. 59.000. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên mã chữ vàng rồi dùng Nguyên đi. Chốt mã chữ vàng với Nguyên nhá. Bé gái có chị ơi, giờ em không like đâu, không like những cái mã đó phong rộng chưa, không like những cái mã đó nha. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã chữ vàng dùng Nguyên nha. Chữ vàng, ai lấy chữ vàng comment lên mã chữ vàng giúp Nguyên nha chị em mình ơi. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã Mickey có 2 Mickey, em lên nốt một màu luôn cho nó dễ nha. Chốt mã này là mã Mickey luôn dùng Nguyên có 2 Mickey nhá. Em mình xem like có ổn không, nhìn có đứng có chi không ba, mà răng cái thun thái xịn đẹp này. Bữa giờ khách toàn hỏi thun thái mà lên thun thái tới đứng đơ này. Nhá. Lên luôn những mã này là mã Mickey có 2 con Mickey thôi. 2 con Mickey nhá, form này form 62 vậy mà nói. Nha, lên mã Mickey luôn dùng Nguyên, chị nào lấy cái này lên mã Mickey. Mã sau có màu trắng. Không, em lên cái mã nào chị chốt mã đó thôi. Lên mã Mickey giúp Nguyên nhá, chị nào làm Mickey lên Mickey luôn dùng Nguyên. Rồi tiếp luôn dùng này. Cảm ơn chị Anh Thu Nguyễn nhá. Mờ á. Nha, Mickey, chốt mã Mickey luôn với Nguyên nhá. Chị này như là dư đổ này như có đơn rồi. Kèm luôn thông tin lên hết trên like cho em nha chị em còn nói. Lên mã gấu xanh có 2 nè. Xịn sò nha. Có màu trắng nha. Có màu trắng em lên từng màu nha chị ơi. Em lên chị em mình từng màu luôn cho nó khỏe. Chốt lên luôn chuẩn mã này là mã gấu. Nguyên nói là riêng coi cái like này mà không mua cho mình được 3 con, 4 con. Tiếc. Thật sự luôn ý. Áo thun thì mình mang quanh năm. Nhưng mà riêng hàng sale thì không phải lúc nào cũng có hàng. Đấy, chốt lên luôn dưỡng mã gấu xanh có 2 con, màu xanh ngọc này là dễ mang nhất này. Xanh ngọc này dễ mang nhất này. Chốt mã gấu xanh nhá.
Comment lên mã gấu xanh lên luôn dùng nguyên. Mickey cho Phạm Bích Phương. Nhá, comment mã gấu xanh lên luôn dùng nguyên. Cô chị Hứa Văn luôn là hết Mickey. Có hai con Mickey, bên này bị ẩn comment. Ở đâu Mickey nữa đâu? Có hai con thả xuống mà. Một con chứ mấy. Có, hai con thả xuống luôn á. Có con rồi. Có thể hết rồi nhá. Gấu kìa ba, hết rồi nhá, chị Hứa Văn không có. Cho chị Yến Huỳnh. Cho chị Yến Huỳnh. Rồi nhá, lên mã hình xanh luôn, dùng có hai cái. Hình xanh. Cho chị 20 cái màu cam có được không? Màu cam đâu giờ được 20 cái đâu. Các hình thì được. Các chữ các hình thì được chứ còn mà y một họa tiết là không có. Nhá. Các chữ các hình thì được. Coi tay sáng có lấy không kìa. Hế? Tay sáng nó được 20 cái đó. Nhưng mà không có đủ kiểu một kiểu chữ. Ví dụ cùng màu xám nhưng mà in các chữ khác nhau. Ok thì chưa. Bên kia coi còn không, màu xám thì được. Nha, rồi lên luôn cho mã hình xanh. Bao sướng luôn. Nhận hàng con này chỉ có về giặt mình với cái giá này thôi. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn cho mã hình luôn dùng nguyên nhá. Hình luôn dùng nguyên. Biết cái này là lon này còn được mấy cái. Lon em có mấy cái đó. Vậy mình xem like chịu khó tương tác lên xíu nhé. Bị ẩn comment nữa. Cái này lon hồng này em có một cái này. Lon hồng có đúng một cái này. Chị nào lấy lon hồng comment lon hồng dùng nguyên có một cái. Chốt mã lon hồng nhá, có một cái thôi. Nãy chị này lấy cái này hết rồi. Nha, lon hồng luôn dùng nguyên 59k lon hồng. Đấy, ai lấy mã lon hồng, chốt mã lon hồng dùng nguyên có một cái này. Lon hồng dùng nguyên nhá, lon nu. Lon hồng nha. Chị cái này thứ có một cái thôi. Cái trẻ mà 59.000 nhá. Lon nu có một cái này. Ai lấy lon nu comment mã lon nu dùng nguyên. Đẹp chưa? Đấy, đi đâu mà sang áo thun, hỏi áo thun bữa lon giờ. Lon hồng cho Trương Như mà nào? Không chốt những con này. Lên mã lon nu dùng nguyên có một cái này dẻo mà nó. Lon cam có một cái. Quá chắc. Quá sướng. Cứ mua xong sọt ra là hàng 779 người ta đang bán bao nhiêu. Đấy tiền bà. Nó lon nu mà. Ê? Lon nu cho Mai Nguyễn. À, mua lon nu cho Mai Nguyễn. Lon cam hết rồi nha. Nha. Phong 62 ấy, Bảo Nhi mang ok em ơi. Phong này 62 vô tư. Lên mã lon cam luôn dùng nguyên nhá, 59k. Xong mua xong về sọt là 779 người ta đang bán bao nhiêu tiền nhá. Thì ít nhất nếu như mà người ta đi nhập hàng 6, hàng 7 nha, người ta bán cái dẻo mình hàng 8, hàng 9 trong có hàng 5. Nha, có lon cam. Chị nào lấy lon cam lên lon cam màu này màu đẹp. Màu đẹp các kiểu hình. Còn lon cam nhá, hết lon hồng. Lon hồng hết lon nha. Hồng. Màu này màu lạ màu đẹp. Các kiểu hình thôi bóc đại nha chị em mình. Các kiểu hình, các kiểu chữ, các kiểu gấu. Chị nào lấy màu lạ là ok. Nhá, lên màu lạ là ok. Màu nó không phải màu hồng, phải màu cam. Màu này nó pha ra rồi. Lon nu hết cho Phạm Bích Phương ơi. Y màu Nguyên đang mang này. Con này y màu Nguyên đang mang luôn. Chị nào lấy cái mã này lên màu lạ dùng nguyên là ok. Nha, comment màu lạ luôn dùng nguyên toàn bộ là thun thái xịn hết. Thái xịn nhá, phôn cũng đẹp luôn. Nha, đi luôn dùng nguyên mã này mã màu lạ luôn dùng nguyên là ok. Hết lon nu rồi đó chị. Lên màu lạ các kiểu hình, các kiểu chữ. Đi này cho nó nhanh. Ai lấy lạ lên lạ nhá. Chị nào lấy lạ lên lạ nhá. Lạ các kiểu hình, các kiểu chữ. Nhưng mà toàn bộ là hình cute thôi. Toàn bộ hình cute cho chị Ngọc Ánh. Hình cute thôi, chữ cũng đẹp luôn. Nha, chị nào lấy màu lạ lên màu lạ. Em đi luôn chị em mình con này với giá là 59k. Lạ 59k nhá. Chị nào lấy lạ lên lạ cho chị Yến Huỳnh. Yến Huỳnh luôn. Nha, chốt mã lạ luôn dùng nguyên nhá. Cho chị Ngọc Ánh có rồi chị ơi. Rồi nha, chị nào lấy màu lạ lên màu lạ luôn dùng nguyên này. 59k một con. Màu lạ Ngọc Ánh có rồi nha. Đây nhá, đây nè ba, bỏ đi cột lại đi ba cho nó gọn. Cái màu nào ba cột lại màu nó cho nó gọn. Rồi nhá, lên mã xanh chuối. Chốt lên xanh chuối 59k luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Comment xanh chuối, 59k xanh chuối nhá. Cho chị Diệu Đỗ. Diệu Đỗ. Rồi nha, lên xanh chuối dùng nguyên. Chị nào lấy xanh chuối lên nhanh tay luôn. Xanh chuối 59k thôi. Săn hàng áo phong nhà Nguyên chưa. Chị nào chê hết những con thun thái các đợt. Các đợt thun thái không có đợt nào mà chị em mình chê hết à, không săn được hàng thun thái về mà bán thôi nhá. Rồi nhá, lên luôn cho mã này. Mã xanh chuối luôn dùng nguyên. Xanh chuối nhá. Em lên luôn chị em mà là giá 59k xanh chuối. Chị nào lấy xanh chuối chút lên xanh chuối giúp Nguyên nha chị em mình ơi. Nha, rồi có màu trắng không ta? Trời, sẽ cọc màu trắng. Cho cọc màu trắng.
Đồ đẹp, cảm ơn chị Ngô Thị Thảo Nguyên nha. Rồi màu trắng đây nè, đường cọc màu trắng này chị em mình nè. Lên mã này mã trắng 59k là ok. Đường cọc màu trắng này nè nè. Khách nhà Nguyên cả sĩ cũng rất là săn, rất là chờ thun thái. Rồi nha, lên luôn chung mã này là mã chữ vàng. Vàng có nha. Có vàng luôn. Có vàng luôn, nhưng mà từ từ lên từng màu nha. Lên mã này là mã chữ vàng giúp Nguyên nhá. Comment mã chữ vàng luôn dùng Nguyên. Chữ vàng dùng Nguyên nhá. Hai con chữ vàng thôi. Em đi luôn chị em mà là giá 59.000 chữ vàng được hai. Chữ vàng này được hai nhé. Chị nào lấy chữ vàng lấy chữ vàng. Nền trắng và chữ màu vàng. Đúng hai con thôi. Đẹp lắm luôn. Nhận cái này về miên mang về chắc luôn nhé. Lên mã gấu có hai. Chữ vàng vỡ đúc liền. Gấu có hai. 59k. Gấu này em có hai. Đó rồi nha. Chị nào lấy cái này lên luôn chung này. Nha, comment luôn chung mã này là mã gấu dùng Nguyên có hai con gấu. Chữ vàng cho Ni Phạm. Hai con gấu. Chị nào lấy gấu lên gấu luôn dùng Nguyên bị ẩn comment bên này có chả thấy gì hết. Nha, lên luôn dùng mã gấu luôn dùng Nguyên có hai. Chị nào lấy gấu. Gấu có hai con gấu. Nhá, chốt mã gấu luôn dùng Nguyên nhá. Gấu cho vỏ trúc liền. Lên mã Mickey có một cái. Comment lên mã Mickey nhá, có đúng con Mickey này thôi. Có một con Mickey trắng thôi, chị nào lấy Mickey lên Mickey luôn dùng Nguyên nhá. 59 càng con. Gấu cho Hứa Văn lên thông tin nha. Nha. Gấu em hết, lên mã Mickey có một. Mickey có một, chị nào lấy Mickey comment lên Mickey luôn dùng Nguyên 59. Mickey nhá. Rồi nha, lên luôn chốt mã hình trắng. Không, phôm không lửng đâu chị ơi. Phôm này mang kiểu gì cũng được hết ý. Chị mình mang kiểu gì cũng Mickey được hết. Mickey cho vỏ trúc liền. Nha, lên mã hình trắng luôn dùng Nguyên có Mickey, một cái. Hết rồi, có một cái thôi. Có một cái thôi. Có một cái thôi nha. Rồi nha, lên mã này là mã hình trắng. Cute. Nha, chị em mình nhìn nè. Comment lên mã hình trắng luôn dùng Nguyên nhá. 59.000 hình trắng có một cái. Nha, chốt mã hình trắng. Hình trắng, em mang cái màu trắng như vậy mình xem. Cái đang mang hồi nãy chốt cho ai rồi thầy? Cái đang mang hồi nãy chốt cho ai rồi? Thế. Rồi nhá, em mang thử cho em mình màu trắng như vậy mình nhìn cái con áo màu trắng nó ra như thế nào. Trắng hay là phải gấu đâu, phải gấu à? Không phải gấu. Hình trắng nha, hành đoàn. Con đang mang hồi nãy chốt cho ai rồi? Hình trắng cho Giang Đoàn. Lên mã này giúp Nguyên là mã gấu vàng. Lên mã gấu vàng dùng Nguyên nhé. Từ từ, cam đen đằng sau xanh chuối. Cam đen đằng sau xanh chuối. Đang gỡ hết trên này của tôi vậy trời. Móc cho vài con nữa du. Xanh chuối đây nè. Ok chị Lương Cửu nè. Mang luôn 5 con 6 con để dành mà mang. Nha, rồi lên luôn cho mã gấu vàng. Có 2 con gấu vàng. Phải 1, 2, 3. 3 con gấu vàng, 4 con gấu vàng thôi. Nha, cho chị Yến Huỳnh. Gấu vàng luôn dùng Nguyên nhé. 59 ngàn con gấu vàng. Nha, chị nào lấy gấu vàng comment lên gấu vàng dùng Nguyên nhé. Gấu vàng có 5 em gấu vàng thôi. Chị nào lấy gấu vàng chốt gấu vàng luôn dùng Nguyên. Gấu vàng cho chị Hạnh Trần. Hạnh Trần. Lên đúng mã cho em đi chị ơi. Chị ơi, cái nào chốt xong là đơn là đi đơn hết rồi. Cái nào chốt mà chưa nhắn tin nha. Là chưa chốt thôi. Cái nào chưa nhắn tin là chưa chốt, còn cái nào nhắn tin ok là đi đơn hết rồi nhé. Gấu vàng cho Anatu. Rồi nè. Rồi còn một con gấu vàng nữa thôi là hết. Chị nào lấy gấu vàng comment lên gấu vàng luôn dùng Nguyên nhé. Chúc mã gấu vàng luôn dùng Nguyên. Còn mà chưa chưa tiếng nữa. Rồi nhá. Còn một con gấu vàng. Có nam phía sau đâu. Đang treo toàn bộ là áo nữ mà. Đang like đồ nữ cháu nam đâu ra. Chưa cho vài con. Vải này bao phê luôn đó chị em mà. Cây ngọn chạy thung thái là bao gấu vàng hết rồi nha. Đây còn con đang mang. Còn gấu con vàng đang mang cho Phượng Phan. Rồi nha, lên luôn dùng mã này là mã cute. Có 3 con. Mã cute này có 3 con thôi. Nha, chị nào lấy cái này lên mã cute dùng Nguyên. Hết gấu vàng nhá. Hết gấu vàng nhá. Còn em bằng em bán từ bữa giờ rồi. Không còn cân nào cả. Lên mã cute dùng Nguyên nha. Chúc lên cute luôn dùng Nguyên. 49 áo lộn 59.000 cute. Chị nào lấy cute lên cute luôn dùng Nguyên. Sai chị em mình lấy 62 vô tư luôn. Nhá, có 3 con cute thôi. Chị nào lấy cute. Màu trắng là dễ mà. Nha. Màu trắng là màu phổ biến rồi. Lên mã này. Comment mã này là mã cute. Có 3 gấu vàng em hết rồi chị ơi. Có 3 cute.
hồng treo nữa nữa hồng treo cho chị Lương Cửu. Còn hồng treo nè ông Vũ, đây này hồng treo đây nè, hồng treo cho Lương Cửu này, đây này ươm màu hồng đây, đây cho bà xã lên cái cọc màu hồng này luôn. Phu Tây chị đã nhận được hàng đồ đẹp chất liệu ok, cảm ơn chị Thịnh Minh Tâm nhé. Phu Tây cho chị Hồ Lợn, phu Tây cho Hồ Lợn rồi ok. Chị nào lấy phu Tây hồng đằng sau này chị em mình nè, hồng đằng sau ưa hồng lên hồng chị em mình luôn nha, ưa hồng lên hồng luôn, cái gì cũng có hết nè. Chắc này các con màu hồng này nặng trịch luôn á, lên mã gấu luôn dùng nguyên nhá, gấu hồng có một con hồng đằng sau y tiếp chứ hồi nãy cho chị Hứa Văn, chị Hứa Văn, Hứa Văn 59.000 rồi nha, lên luôn dùng nguyên mã này, mã gấu, gấu hồng có một con gấu hồng thôi này, có một cặp từng này màu hồng này thôi chị em mình nè, lên mã gấu hồng luôn dùng nguyên và toàn bộ là chữ à, đây 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 gấu hồng mê quá à. Chữ trắng luôn dùng nguyên, nhận vải này về mà không sướng thì thôi luôn. Lệ Duyên Phan, gấu hồng cho Lệ Duyên Phan, gấu hồng cho Lệ Duyên Phan, lên mã chữ hồng luôn dùng nguyên nhé. Gấu hồng lật cái con đó ba, coi lật nó. Gấu hồng đó là mã nào? Lệ Duyên Phan đây đúng không, đây đúng không, Ngọc Ánh quần tay, từ từ chờ em xíu, đây còn một con gấu hồng, hai con chữ hồng nữa là hết nha. Gấu hồng dưới đây nha, lấy một cái màu vàng, từ từ chờ, màu vàng kiểu gì xíu nữa lên hà bốc đại, nó là ná giống nhau ok nha. Còn chữ hồng, chữ hồng có hai con, chữ hồng cho em đi càng Thuận Phan, chị mới nhận hàng, em lần đầu nhận hàng rất ok, cảm ơn chị Thuận Phan nhé, cảm ơn chị Thuận Phan nhé, cho chị em Ly Trần ok, chị em Ly Trần không, cũng không giấu quần đâu, không giấu quần đâu, như thế này á, em 1m54 thôi nhưng mà dài cũng hơi lưng cũng hơi dài đây, không giấu quần đâu, chữ hồng cho chị Anna Lê, rồi còn Anna một con Lê, còn một con gấu không giấu quần nha, em là dạng cũng dạng lưng dài đó cũng được, không phụ mông đâu, không phụ hết mông nhá, rồi còn một con gấu hồng nữa là hết, vàng treo nữa, vàng treo, vàng treo cho chị Võ Thị Điệp, Võ Thị Điệp ok, vàng treo cho Võ Thị Điệp 59k đồng giá hết nhá, còn một con gấu, chị nào lấy gấu này chốt luôn dùng nguyên nhá, gấu em đây từng màu cho chị em mình luôn cho nó dễ. Gấu hồng cho chị Chích Bông, Chích Bông lâu lắm rồi cô không thấy mua hàng luôn, gấu hồng hết rồi chị Phạm Phượng ơi, nhiều chị lâu lắm không thấy cô coi like, nhiều chị bảo là dạo này không thấy em like, mà ngày nào có ngày nào em bỏ qua đâu, có ngày nào em cũng lên like hết rồi nha, lên luôn dùng mã chữ trắng luôn dùng nguyên, chút mã chữ trắng mấy chị bỏ qua không à. Có ngày nào không like đâu, ngày nào cũng like cả trưa cả tối, mà nhiều chị bảo là không thấy like. Hello chị Thảo Nguyễn, rồi nha, lên luôn dưỡng mã này, mã chữ trắng luôn dùng nguyên, nhiều màu nhiều chữ đẹp lắm chị em ơi nha, chốt lên luôn dưỡng mã chữ trắng luôn dùng nguyên, ai lấy chữ trắng chốt chữ trắng luôn dùng nguyên nhé. Em đi luôn chị em mình là 59.000, Thái Xịn Thái 779, mua xong về sợ thử là người ta đang bán giá nào. Chị Chết Bông có rồi, chị Chết Bông ơi, lên luôn dưỡng mã này là mã chữ trắng giúp nguyên nhé, comment mã chữ trắng luôn dùng nguyên, 59k chữ trắng, Thái Xịn hết, Thái Xịn hết, hàng này người ta chạy like là 99k chữ trắng cho em Ly Trần, em Ly Trần rồi nhá, chữ trắng chị nào lấy chữ trắng thì chữ nó na ná giống nhau nha chị em mình ơi, chữ trắng này nó na ná giống nhau, cứ lên chữ trắng luôn dùng nguyên là ok nhá, các kiểu chữ trắng nha, chị nào lấy chữ trắng lên chữ trắng. Ôi thôi chị ơi, bỏ của chị bỏ thì điệp đi, bây giờ lên hai màu vàng, bây giờ chả nói màu nào, lấy màu kia bảo lên vàng kia, thôi bỏ qua chị, hồi chốt gì giờ em lên like rồi chốt nhá, thôi em lên like rồi chốt rồi nhá, lên luôn những mã vàng chữ vàng, thôi em lên like rồi chốt nhá, rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này, cái này cũng na ná giống nhau, còn em mã này là mã số 2 chữ trắng đây, chữ trắng đây nha, lên mã này là mã số 2 cho chị Phạm Bích Phương, 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 rồi nha, lên luôn dùng nguyên mã này là mã số 2, có hai cái thôi nè, chút mã 2 có hai cái thôi nhá, đang mang có người chút rồi sao, có người chút rồi, chút rồi chị ơi, hết rồi, con đang mang hết rồi, lên mã này là mã số 2, có hai con thôi, comment lên mã 2 nhá, đúng hai con mã số 2, chị nào lấy mã số 2, lên mã số 2 luôn dùng nguyên nhá, 59.000,
Mã số 2, 59 càng con nhé. Cho Thanh Thu Đặng. Thanh Thu Đặng. Rồi nha, cầm em mã số 2, dùng em có 2 con. 2 con mã số 2. Chị nào lấy mã số 2? Số 2 cho anh. Chốt lên mã số 2 giúp Nguyên nha chị em mình ơi. Comment lên mã 2 giùm Nguyên nha. 2 cho anh Nguyễn. Đây còn con mã số 2. Chị nào lấy mã số 2 lên mã số 2 luôn giùm Nguyên. 59 nghìn. Nha, lên mã này là mã 3. Không có cổ, kiểu này không có cổ đó chị ở xuống thái không có cổ nha. Toàn bộ là cổ tròn hết. Toàn bộ cổ tròn hết. Rồi nha, lên luôn giùm Nguyên cái mã này. Lên mã 3 luôn giùm Nguyên. Trời đẹp thế này. Đẹp như thế này mà bỏ qua con này, mấy con này tiếc lắm chị em mình nói. Nha, lên luôn dụng mã này. 3 cho Phượng Phan. 2 chứ. 2 chứ. 2 cho Phượng Phan. Đây là mã 3, có 3 con. Có 3 con mã 3 nhá. Chị nào lấy này lên mã 3 luôn dù nguyên nhá. 59 càng con, toàn thun thái đẹp hết. Thun thái xịn hết. Mã 3 cho Phạm Phượng. Nhá. Phượng Phan là Phạm Phượng. Phạm Phượng này. Rồi nha, lên luôn dụng mã này là mã 19 con cái. Quần riêng nha. Mã 2 em hết, còn mã 3 chị Ngọc ấy nó na ná giống nhau thôi. Na ná giống nhau thôi. Rồi nhá, tiếp luôn dùng nguyên con này. Cầm em mã này là mã 19 còn con. 19 còn con nha. Mà cái mã 2 còn mã 2 còn hết mã 2 còn mã 3. Còn mã 3 thôi. Còn mã 3. Không chứ mã hồng kê đằng sau. Anatu. À thế chị lên luôn dùng mã này. Từ từ. Lái chị thêm cái hồng treo đằng sau. Hồng treo đằng sau. Đây. Hồng treo đằng sau. Ok Anna cho chị Lê. Cái này chị cho chị Anna Thu. Sao lắm Anna. Lên mã 19 luôn dùng Nguyên cho chị ăn mòn ơi. Nha chị nào lấy mã 19 comment lên mã 19 luôn dùng Nguyên. Còn là cuốn te không á chị em mình ơi. À, sao view ít thì lại tiếc quá. Cho chị Hạnh Đoàn. Hạnh Đoàn. Hạnh Đoàn. Rồi nha, lên mã có chị ơi, có ring luôn. Có ring, có ring, có ring xíu lên sao. Lên giờ luôn. Lên xíu cái này, lên sang xíu cái kia luôn. Nhìn trời ơi. Đây đây đằng sau đây nè, đây nè. Không phải. Đây đây. Cho chịu anh Nguyễn nè. Anh Nguyễn nè. Anh Nguyễn nè. Thế giờ phải treo, giờ treo toàn lên móc này. Lên mã thỏ. Đang mang này có người chốt rồi. Cái này có người chốt rồi nhá. Lên mã này là mã thỏ. Chốt mã thỏ. Cho chị Ngọc Ánh có rồi đúng không? Mã 3 chị Ngọc Ánh có rồi chị ơi. Lên thỏ dùng Nguyên nha chị em mình ơi. Hãy comment mạnh tay luôn dùng Nguyên nha. Ngọc Ánh là 2. Đấy là 2 cái mẹ cái con. Rồi ok nè. Ok nè. Thỏ chị Ngọc Ánh luôn nha. Thả mạnh tay lên chị em mình ơi. Tương tác lên luôn dùng Nguyên xíu. Này. Nghĩa là lên cái này chị không có hàng để mà chốt luôn. Chưa hàng này quá xịn mà. Quá xịn chị em mình đã sợt giá người ta bán 7-7 chưa nha. Rồi lên luôn chung mã thỏ luôn dùng Nguyên. Tự tin luôn luôn trẻ mình là giá này. Con này giá quá rẻ. Chút mã thỏ luôn dùng Nguyên nhá. Rồi lên luôn dùng mã N luôn dùng Nguyên có 3 con. Chút mã N có đúng 3 con thôi. Chị nào lấy mã N lên mã N. N. Chút N lên luôn dùng Nguyên nhá. Đúng 3 con N. Giá em lên trẻ mình là 59k mã N nha. Em like có ổn không mà thấy đứng 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 trời ơi. Lên N luôn dùng Nguyên nha. Có 3 con N thôi. 59k N nha. Chị nào lấy N lên N luôn dùng Nguyên nha. Chậm đúng không? Thỏ còn không? Thỏ chút rồi mà. Thỏ hết cho vỏ thì đi. À đây 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 đây, thỏ đây nè. Thỏ cho vỏ thì đi. Rồi nhá, lên mã N luôn dùng Nguyên có 3 con. Em đi màu nào qua màu đó luôn, cá họ tiết luôn chị ạ, bình thường cho nó khỏe rồi chuyển màu. Rồi Nguyễn Dung. À, size 62 đổ về là chút đẹp chứ. Thôi toàn bộ 62 cái đổ về chị em chút ok. Nha, lên mã N luôn dùng Nguyên nhá. Chị nào lấy N lên N luôn dùng Nguyên. Đấy, em đi màu nào đi dứt màu đó luôn cho chị em mình cho nó khỏe. Rồi tiếp. Màu nào lạ, màu đen, cho lên màu đen. Lên màu đen đen. Cho lên bỏ lên đi nè. Đây nè, Y Nguyên đang mang màu đen. Y Nguyên đang mang màu đen nhá. Comment lên luôn ạ, gấu đen luôn dùng Nguyên nhá. Chút mã gấu đen giúp Nguyên. N còn không? N, N còn. N cho Lan Nguyễn. N à? Đây. N đây. Rồi ok nhé. Lên mã gấu đen giùm Nguyên. 59k đồng giá nhé chị em mà nói. Chị nào lấy cái này lên mã gấu đen giùm Nguyên nè. Chút mã gấu đen nhé. Có 3 con gấu đen thôi. Phải không? Hồng đậm có nha. Có hồng đậm. Bỏ lên cái mã gấu đen. Bỏ lên cái mã...
Comment lên mã này là mã gấu đen luôn dùng Nguyên nhá. 59k gấu đen dùng Nguyên nha. Bao bì cho nó gọn. Có 3 con gấu đen, 4 con gấu đen. Có hồng đậm. 4 con gấu đen nhá, chị nào lấy gấu đen lên gấu đen. Gì, nãy treo lên áo nào? Ba treo lên áo nào, ghi rõ cho em màu nu. Nu nha, kim nu nha, phải lên rõ nha. Mã luôn. Dạ biết con nào mới treo hết trơn ấy. Lên mã này luôn dùng Nguyên. Chốt mã này là mã chữ vàng. Lên hai cọc nữa thôi nhá chị em mình ơi. Nha, để dành chứ còn view này buồn lắm. Chốt này buồn lắm. Chốt lên luôn dùng mã chữ vàng luôn dùng Nguyên. Màu đen này chị em mình ơi, chị em mình không ưa màu đen à. Màu nu cho Kim Lai Nguyễn. Rồi nè, nu cho Kim Lai Nguyễn nè. Kim Lai Nguyễn 59k nè. Lên mã chữ đen luôn dùng Nguyên nhá. Chị nào lấy chữ đen lên chữ đen nè. Các kiểu chữ đen. Đấy, ai ưa màu đen thì lên chữ đen luôn dùng Nguyên. Đây màu hồng đậm đây luôn. Hồng đậm đây luôn. Áo nu, cọc áo nu làm sao? Cọc áo nu sẽ rút ở đầu. Đây. Áo nu nhưng mà chữ xanh nha chị nha. Tôi đây bà sẽ coi. Gấu đen cho chị anh quần. Gấu đen cho anh quần. Gấu đen cho anh quần. Rồi nhá, gấu hồng đậm lên luôn dùng Nguyên. 59k. Gấu màu hồng đậm. Chị nào lấy gấu hồng đậm chút lên luôn dùng Nguyên nhé. Có con 59k gấu hồng đậm nhé. Chị nào lấy gấu hồng lên gấu hồng luôn dùng Nguyên 59. Gấu hồng 59.000. Con này phát vài cái để dành mà mang. Mùa này mang áo phông này phát vài cái để dành mà mang. Mua thêm con u mì hàng của nhà Nguyên nữa thôi. Nha, lên luôn cho mã này hồng đậm mã chữ này. Chữ hồng và gấu hồng. Chị nào lấy cái nào lên gấu, lên con đó luôn dùng Nguyên nha. Màu nu hồi nãy, màu nu hồi nãy. Cái like cái khác thì chị em mình lại hỏi xuống. Gáo hồng cho Thảo Nguyễn. Mà lên xuống ai like đâu đi đâu mất tiêu rồi. Lên Tuôn Thái thì đi đâu mất tiêu rồi. Ok nè. Sao buồn quá vậy? Chữ cho Lương Cửu. Mấy hôm nay như tương tác té mày bớt tương tác hết Lương Cửu nè. Gấu đen cho chị Lê Ngọc Ánh nè. Mấy anh mấy hôm nay như bị bớt tương tác đó. Lê Ngọc Ánh nè. Rồi ok nhá. Chị nào lấy gấu lên Lê Ngọc Ánh. Em gấu đen mà. Gấu đen đó. Gấu đen. À quên gấu đen à. Đây 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 đây. Đủ. Gấu đen đây. Đen còn. À gấu đen hết rồi. Gấu đen coi bỏ xuống hết gấu đen rồi chị Lê Ngọc Ánh. Bên ơi. Sao có gấu đen nữa. Hết gấu rồi. À đây đây đây. Ok Lê Ngọc Ánh nè. Xem cái xanh coban phía sau em. Từ từ chạy em xíu. Ok. Xanh coban phía sau đây. Ưa lấy xanh coban. Cái gì giờ lên gấu cam ở đâu rồi? Gấu cam giờ đâu ra? Gấu đen em hết rồi. Hết gấu đen rồi. Giờ đâu ra gấu cam nữa người? Thôi chậu mấy cái màu khó không rồi đấy. Đài đấy mà chậu mấy kiểu khó không rồi. Trắng em còn. Trắng còn trắng chữ. Còn trắng chữ. Có đen, gấu đen à. Thì chơi nhau không chứ nó màu xanh đen đó. Cặp nó là màu xanh đen chứ vậy là đen đâu. Lên nu dùng Nguyên nhá. Nu nha, nu có 3 kiểu chữ một kiểu hình. 4 kiểu chữ một kiểu hình, lên mã nu chữ hoặc là nu hình là ok. Nha, nu hình đây nè. Xanh cô ban cho Lê Bình Tom. Lê Bình Tom. Nu cho Nguyễn Hạnh Hoàng. Lê Bình Tom nè. Nu chữ nhá, Nguyễn Hạnh Hoàng. Nguyễn Hạnh Hoàng 59. Nu chữ rồi lên nu hình. Mệt bà này, Nguyễn Hạnh Hoàng nè. Nguyễn Hạnh Hoàng nè. Rồi ok nhá, chị nào lấy cái này lên nu luôn dùng Nguyên. Lên trên một comment luôn cho em đi. Bóc rồi xong lại đổi mệt lắm nha. Lên luôn những mã này là mã nu. Nhá, chút nu luôn dùng Nguyên là ok. Còn màu gì chưa lên nè. Còn màu gì chưa lên nè. Hình không có trời ra nghe chưa. Nu hình, nu hình, nu hình. Nu hình hết rồi. Nu hình hết rồi. Hình đây nè. Hình đâu? Thôi bỏ hết màu nu lên đi. Hết màu nu lên đi. Nu hình đó, còn nu chữ dưới này nu chữ nè. Cam đỏ hồng, cái hồng cũng có mà. Nu chữ cho chị Yến Huỳnh. Yến Huỳnh. Trời ơi, cam đỏ hồng cả đầy. Cả đầy ra màu nãy giờ không chốt. Lên mã Mickey có một cái. Trời ơi.
nhận hàng con này về chắc miên man mỹ mãn luôn vậy mình ơi nha. Đấy, lên lưu dụng mã này, mã Mickey 59. Mickey 59 mới có một thôi. Đây, đồng chí nào lấy Mickey lên Mickey luôn dùng nguyên. Thì màu tráng một cái kìa. Tráng hình hay tráng chữ đây? Tráng chữ thôi. Tráng chữ. Tráng chữ, tráng chữ. Tráng chữ nha, Lê Ngọc Anh. Rồi nha, lên mã Mickey nu. Gấu nu, không cần mở nhá. Cái này nhá, cho nó nhanh với chị em mình thôi. Lên mã này. Gấu nu nhá. Hình cute nu nhá. Nu cute nhá, nu gấu. Mickey nu cho Trương Ngà Như Ngọc. Mickey nu bỏ xuống rồi sao? Không. Mickey hình con Mickey á. Rồi ok. Trương Như Ngọc. Gấu cho chiếc Phan. Gấu cho chiếc Phan. Hết gấu nhá. Cho xem lại cái cam keo phía sau. Chiếc Phan. Chiếc Phan. Rồi gấu. Gấu này, gấu khác nhá. Lên mã gấu vàng đi, đừng gấu nu nữa nó lộn cái kia. Lên mã gấu vàng, gấu vàng đi. Gấu vàng, gấu vàng. Có hai con gấu vàng. Mickey hết rồi chị Anh Quỳnh ơi, gấu đi. Nha cho chút lên luôn chưa mã này mã gấu. Gấu. Hết gấu hồi nãy rồi cũng bu ơi. Lên gấu này nè. Cú tay nha. Nù đó. Không gấu hồi nãy cũng có con gấu nù với ông sợ ăn lộn. Cái này lên mã gấu vàng đi, đừng gấu, gấu vàng nữa. Chút mã gấu vàng có hai con gấu vàng. Nha chị nào lấy gấu vàng lên gấu vàng. Có hồng sen. Hồng sen lên rồi mà, hồng sen lên rồi, hồng đậm mày. Đúng không hay hồng nhạt? Sen đó. À, hồng sen có rồi, hồng sen từ từ chờ một chút. Lên mã này là mã gấu vàng. Gấu nha. Vàng. Gấu vàng luôn dùng nguyên. Chữ nu. Chữ nu và hình cute. Hình cute, đấy, chị nào lấy cái này lên để nu. À, Thảo Nguyễn. Thảo Nguyễn gấu, gấu vàng. Vàng cho Thảo Nguyễn nên. Rồi ok, chị nào lấy gấu vàng. Lên gấu vàng luôn dùng nguyên nhé. Cái màu diện cũng có hết. Gam màu nóng đúng không? Cho màu đỏ. Màu cho nóng, màu đỏ. Cho đỏ luôn, rít luôn. Cho màu đỏ. Đỏ hình nè. Bỏ cái này xuống cho nó gọn. Rồi nhá, lên màu đỏ luôn nè. Ưa màu đỏ, lên màu đỏ nè. Nó chuyển qua màu đỏ qua nè. Nó còn hổ à. Hổ có hổ luôn. Con đang mang có một chút chưa? Có một chút rồi, chuyển qua. Đỏ treo, ôi sản thích treo ghê hả? Đỏ treo cho Lương Cửu. Ba treo đi. Mấy chị thích treo thì ba treo đi. Nếu mình treo không biết này. Mấy chị Lương Cửu, ba thích ta vái thì ba treo lên đi. Treo lên chốc nha. Gấu vàng cho Ngô Thảo Ngô. Đây. Gấu vàng cho chị Ngô Thảo Nguyên. Hồi nãy con bỏ xuống hay sao? Có hình con gấu mà bên kia. Để. Bên kia kìa. Ngô Thảo. Đó, dưới cùng. Ngô Thị Thảo Nguyên. Có gấu tình không em kìa? Có đó gấu tình luôn. Có sẵn luôn. Tình không gấu. Nukute chích bông. Nukute chị chích bông đi ta. Màu nu chị Hạnh Đoan chọn họa tiết đi chị ơi. Đây này. Đó, Nukute là hình nữa đó ta. Chích bông. Rồi nha. Đây, đỏ đây, ưa đỏ có đỏ luôn. Ưa đỏ có đỏ luôn. Nha, cho bà xã lên màu đỏ đi. Chốc cho vậy em tính ơi. Cho bà xã màu đỏ đi. Đây nè, màu nóng đây chị chết bông nè. Ưa màu nóng có, ưa màu lạnh có. Có ít riêng trước nó xíu bóng rồi. Rồi nha, đỏ. Đỏ chữ, đỏ chữ, đỏ chữ. Đây nè, chữ này như nhau tôi đừng sợ, đừng có sốc ra. Đừng có sốc ra, để cho bà xã lên. Con này con hổ à? Hổ. Thấy hổ không? Hổ đó. Rồi lên hổ đỏ đi. Có áo khoác nghe nhiều lắm. Áo khoác nhiều lắm. Khách nhà Nguyên có khi là bảo là từ bữa giờ chị mua 20 cá, 30 cá rồi. Mua như mua sỉ luôn. Nukute còn sao? Nukute là ba cái hình đấy cho chị Hạnh Đoàn. Không, còn chữ không à. Phải dồn hết lại đi. Bây giờ hết lại đi, màu ra màu nấy cho nó. Hết đô cu te rồi chị ơi. Hết đô cu te rồi nha. Lên mã này là mã hổ đi. Đúng năm rồi nè. Ê, còn cái nô hình đây nè. Không phải. Nha, chị nào lấy cái này lên xuống mã hổ đỏ luôn dùng nguyên nhá. Có một con hổ đỏ. Có một con hổ đỏ. Nô gấu vàng, nô gấu vàng hết rồi, Ly Duyên Phan nha. Hết nô gấu vàng rồi.
con nấu hơi nha. Rồi lên chung mã này mã hổ đỏ nấu luôn chữ. Đó ai ưa màu đỏ lên màu đỏ dùng nguyên á, 59.000 một em thôi. Đấy, em lên vài mẫu nữa thôi, hổ đỏ cho Thảo. Thảo Nguyễn. Ủa, năm năm đi năm con chi hổ, năm con hổ răng chó người. Đâu rồi, còn hổ đỏ không xã? Còn đây. Đâu hổ gì em? Đấy con này mà phải không, phải không Vũ? Con này tình ngô bảo là con hổ. Đấy. Nhưng mà là con chi. Con hổ đấy chứ con chi. Nguyễn Dung. Nguyễn Dung, mấy chị bảo là con chó. Con nhưng mà con chó. À con chó. Con chó rồi Dung. Chị Anh Nguyễn. À chị Anh Nguyễn. Thôi kệ, em cũng Dung Dung. Thấy hình con chó nha, không phải con hổ nha, vậy chị em mình cho chị đặt con chị em mình. Nhưng mà ố này quay chồng mà hết lương mày ố này đúng về luôn. Thế 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 con này con chó đi nha. Một cái chữ tắt từ từ từ. Một cái chó và một cái đỡ chữ tắt cỡ là ba cái liên ảnh đỡ chữ này. Thế con này chắc là con chó đấy. Yến Phượng. Yến Phượng nha. Chó đi cũng được. Ok. Chó cũng được. Nha, rồi ok hết. Hết. Một cái đỡ chữ con... là liên ảnh nữa ba. Đỡ chữ à? Từ từ. Miếng đẹp là được. Ok. Đây nè. Đỡ tôm mì này đẹp nè. Đó, đó dưới đó. Lê Ngọc Ánh. Đó tôm mì nè. Chị nào lấy cái này lên luôn chung mã tôm mì nhá. Hoặc là mã chữ xanh là ok. Chữ xanh là ok. Các mấy mã này lên mã chữ xanh là ok nhá. Em đi luôn chị em mình là 59.000 chữ xanh. Chữ này nè. Đâu. Chữ nó cũng đẹp nè. Chữ 19 nè. Chữ 19. Chị nào lấy cái này lên mã chữ xanh luôn dùng nguyên là ok nhá. Chữ xanh 59.000. Nha, chị nào lấy chữ xanh comment lên chữ xanh luôn dùng nguyên đó. Chữ xanh, ai lấy chữ xanh lên chữ xanh luôn rồi quên. Không, cái này không có hình thỏ, không có hình gấu luôn. Màu đỏ này không có. À có con thỏ này lúc nãy lên rồi. Thỏ này có con này. Đấy, chị nào lấy thỏ lên nhanh như thế này thôi. Lên mã 19, nó là ná giống nhau cùng form nhá. Em lên chị em mình coi họ tiếp thôi. Nha, rồi chị nào lấy đỏ lên đỏ, còn màu gì chưa lên. Còn nu chữ nha, thành đoàn nha. Còn nu chữ thôi. Chữ xanh nè. Chữ xanh là chữ tâm mì. Chữ tâm mì. Chữ xanh cho Phượng Phan. Còn nu đây nè. Nu đây nè. Nu đây nè. Bỏ cho chị hành đoàn đi. Hành đoàn nu đi. Rồi ok. Lên màu nữa thôi chị em mình ơi. Rồi lên màu hồng sen. Em lên chị em mình màu hồng sen. Chữ xanh luôn cho chị Yến Phương. Chữ xanh, xanh là chữ tôm mì đó. Ồ. Rồi nhá. Ok chị hành đoàn rồi. Rồi nha. Đây. Đây 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 đây. Cái này em thương con thôi. Hồng sen. Hồng sen Mickey. Chút lên mã Mickey luôn giúp Nguyên nha chị em mình ơi. Có một cái Mickey à. Sao lại chị em Mickey ring. Có ring đùi á. Hồi trưa lên ring đùi mà ring đùi phông to không à. Nhưng mà mấy hôm nay view ít lắm. Nên là tương tác kém nên hơi làm biếng. Đó chữ xanh chích bông. Chích bông. Chích bông. Rồi. Lên mã này là mã Mickey có một con. Có một con Mickey nhá. Đi 59.000. Tay chị em mình 62 đổ về là chị em chút đẹp. Nha, chốt mã Mickey, em có một con Mickey thôi. 59k giúp Nguyên nhé. Có một nha, Mickey có một. Nô chữ Yến Phương. Yến Phương còn. Nô chữ nha. Còn nô chữ chứ ok, lấy. Còn nô okay chữ thôi, hết nô hình rồi. Mà chữ nó dễ mang mà. Rồi nha, lên cho mã gấu luôn dùng Nguyên. Mickey một con này, gấu có một con. Đây chị nào hồi nãy hỏi hồng sen thì đây hồng sen. Nhá, 59.000. Mickey nhá chị Yến Phương nhá. Hồng sen cho Yến Phương. Nha, Mickey. Rồi Mickey lên mã gấu. Tao Mickey đó rồi. Đó là hồng sen. Đừng con Mickey thôi. Rồi lên mã chữ hồng. Đấy, con toàn bộ là chữ hết. Chị nào lấy chữ hồng lên chữ hồng luôn dùng nguyên. 59 thằng em nhá. Gấu cho chị Nga Trần. Nga Trang. Ngăn Trang. Rồi lên mã chữ hồng. Chữ hồng. Nha, comment mã chữ hồng. 59k chữ hồng luôn dùng nguyên là ok. Nha. Chị nào lấy chữ hồng lên chữ hồng, em lên sen vậy em mình ít quần để chị em mình mix. Nha. Mickey em hết rồi. Còn mã chữ này thôi. Nha, chị nào lấy chữ lên chữ luôn dùng nguyên. 59k chữ. Đâu. Màu vàng lên chưa ta? Vàng lên chưa à? Màu vàng lên nhưng mẫu khác. Chữ hồng cho chị Nguyễn Hạnh Hò. Nguyễn Hạnh Hò. Chiếc pha. Rồi ok, chị nào lấy chữ thì lên chữ giúp Nguyên nhé.
chữ em cũng đi trễ mà 59k chữ. Ai lấy chữ comment chữ luôn dùng nguyên nha. Rồi, chúng ta có rồi. Màu hồng này nó đậm hơn xíu nè. Đậm hơn xíu nè. Lên mã này là mã chữ xanh 59. Mickey cho Thảo Nguyễn đó. Sao? Hả? Đâu có. Mickey Yến Phương, Yến Phương. Yến Phương. Yến Phương trước quay. Yến Phương trước. Comment mã này mã chữ xanh. Nhớ chữ hồng chị Yến Phương. Yến Phương. Yến Phương. Rồi lên, chị Yến Phương ơi, lên thông lại thông tin cho em đi. Lên lại thông tin trên live giùm em nhé. Rồi nha, em đem luôn chị em mình mã này là mã chữ xanh. Chữ xanh dùng nguyên. Không, Thảo Nguyễn hồi nãy không có, hồi nãy của chị Yến Phương không có, rồi. Yến Phương Thảo Nguyễn nha. Nha, comment mã này là mã chữ xanh. Lê Duyên Pha. À, vâng. Nha, chữ xanh, chữ xanh đang cầm đấy. Chữ xanh thì Trúc Dương luôn. Trúc Dương. Trúc Dương luôn. 59k nha. Chị nào lấy chữ lên chữ luôn dùng nguyên. Chữ xanh. Chữ xanh, chữ xanh, chữ xanh. 59. 59. Rồi, lên nó màu này nữa thôi nhá. Rồi em chuyển qua quần riêng. Chuyển qua quần riêng. Trời ơi con, chắc nó đã phi pha luôn. Phi pha luôn con này. Rồi nha, lên luôn dùng mã này là mã xám. Mã xám đúng không? Lên mã xám là ok. Xám. Xám chữ vàng nhá. 59k. Chị nào lấy xám lên xám giúp Nguyên. Nha, ai lấy xám? Rồi em chuyển mã đi. Bóc cho em ơi. Bóc cho cả quần riêng, cái quần riêng đằng trước. Cái quần riêng đằng trước. Cái này em có máy xám hàng hai lớp. Xám cho chị em đi chằn. Xám em đi chằn. Cái này toàn cam sao chịu anh Nguyễn. Còn cái cuối cùng phát luôn. Anh Nguyễn, còn cái nào nữa không, treo lên vài cá đi vô. Anh Nguyễn. Cái gì? E7677. Em chốt cái gì cái đã, ở Nhi ơi, hỏi cái gì cái đã. Ring. Ring à? Cái xe to đi. Cái xe lờ đi. Lên bán tặng cho chị mình cái này, em còn mấy cá hàng hai lớp nhé. Hàng hai lớp con này. Mấy con, 2, 4, 5 con thôi. Hồng sang đậm rồi. Em lên rồi. Cái này. Còn được từng này con nè. 8 chữ vàng cho chị em sai. Ôi hết 8 chữ vàng rồi. À đây đây đây. 8 chữ vàng chị em sai. 8 chữ vàng chị em sai nè. Em sai nè sao? Rồi ok bỏ riêng chứ. Đây nè, hồng đậm nè. Hồng đậm 59.000 đây chị nè. Đấy, hồng đậm 59 chị lấy chốt. Hồng đậm có gấu, có chữ. Ưa lấy cái gì chốt nhá. Hồng đậm 59k, chị nào lấy hồng đậm lên hồng đậm. Em đi cái này cho em lấy nhanh. Cái này xanh 57 đổ về, cái này chị em mình nhanh nè. Còn từng này con thôi, màu xanh này là xanh cổ bịch nhá. Hai lớp. Hàng này đang đi chị em mình sale. Sale nát luôn chị em mình con này luôn, hai lớp size 57 nhá. Nguyên chạy luôn cho chị em mình, hàng này là hàng hạt cườm nha chị em mình ơi. Con này là hàng hạt cườm nhá, hai lớp size 57. Ờ. Cái này sale nát luôn chị em mình luôn, có mấy con thôi, sale lồ, từng này con. Em đi nát luôn chị em mình con này. Hồng đậm có hình cute, từ từ chờ em xíu. Có chị hành đoàn hồng đậm gấu. Có hình cute luôn. Hành đoàn gấu cho chị Trương. Trương Thị Hồng Linh. Trương Thị Hồng Linh. Chị Lê Bình Tâm ơi, chọn đi. Chữ hay là gì chị ơi? Hồng chữ xanh là nào? Hồi nãy hồng chữ xanh là nào? Cái nào hồng chữ xanh luôn? Hồng chữ xanh thấy trời. Không có chữ xanh, thấy chữ xanh. Nha, chị Lê Bình Tâm chọn cái gì? Gấu hay là chữ? Hồng đậm cute ok có rồi. Còn một con gấu và toàn bộ là chữ thôi. Là hết màu hồng đậm. Ok cái nào? Thì lên cái đó nhá, cho nó dễ nhá. Con này size 57 đổ về đặng chị em mình nó. Con này hơi to. Còn hồng gáo này. Trương Thị Hồng Linh đấy, hồng đậm cute ta chưa rồi nè. Hồng đậm chữ xanh làm gì có hồng đậm chữ xanh. Làm gì có hồng đậm chữ xanh. Nắng nắng dài hiện tại em không còn. Nó y như thế chữ thôi, chị lấy một chút. Y như thế mà chữ thôi. Nha, con này size dành cho chị em mình 57 đổ về. Hàng này là hàng hạt cườm nha chị em mình, nó to lắm. Cái này Nguyên mang bị rộng, thường mang size nhỏ nhất thôi. Cái này có từng này con, em bán tặng nó luôn cho chị em mình luôn. Lưng mẫu này luôn, 110 luôn. Còn 5 con nhá.
Lên mã này lên chung mã tặng nắng hai lớp, nhớ luôn dùng là hai lớp nha. Còn có đúng 5 con thôi. Chị ơi nó như thế như y như vậy mà chữ thôi chứ có gì đâu. Y như thế mà chữ thôi chứ có gì đâu. Đây nè, như thế này thôi, chị lấy một chút. Rồi nha, lên luôn dùng này. Xanh cổ vị cho chị Phượng Phan. Phượng Phan. Xanh đằng sau chị Hứa Văn. Xanh đằng sau chị Hứa Văn. Đứng đó mà treo đi vô. Cho chị Hứa Văn. Cái này cho chị Phượng Phan 110. 110. Treo nó luôn. XL XL giờ không thấy, chưa thấy. Nha, cái này cho chị Hứa Văn. Rồi nhá, chị nào lấy xanh cổ vị, lấy xanh cổ vị. Em sale gọn luôn cho chị em mình luôn 101. Cái này em cũng ngưng mã này luôn nha, đứt hàng bữa giờ luôn, chả có đủ size, chả có đủ màu. Gấu em hết rồi, à, gấu đây. Gấu cho chị Lê Vinh To. Hồng đậm gấu chị Lê Vinh To. Không còn đủ size, không còn đủ màu. Không có size M, chứ cái này size L rồi. Từng này con size L. Nên là em sale luôn cho nó gọn, bữa giờ không có hàng về. Nên là giờ size nó cũng không đủ, màu nó cũng không đủ. Là sale luôn cho nó gọn cái đã. Nhá, ta chạy qua mã khác, mã này hết hàng, mã này cháy hàng. Mã này đứt hàng. Nha, chị nào lấy cái này lên mã cổ vịt luôn, dùng size L đó chị ơi. 110 luôn. Không đi nhập được giá này đâu. Hàng là nguyên chạy, hàng hàng hạt cơm ấy, chứ còn hàng kim cương thì nó rẻ hơn nhiều nhá. Rẻ hơn đến 20 nghìn một con là. Chạy cho chị em mình toàn bộ là hàng kim cương nhá, size L. Nha, chị nào lấy kim cương size L lên kim cương size L. Rồi lên quần riêng cho chị em mình. Cái này em còn mấy con, sale gọn nhá. Mấy con sale gọn, khách nhà nguyên nhận con này về thôi mi mang luôn. Không nghĩ con quần này hàng chục, nguyên bán tiền chục con này thôi. Size 52 đổ về, 57 ký đổ về nha chị Thanh Tâm. 110 nghìn, 57 ký đổ về size L. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên con này size M. Size dành cho chị em mình 52 đổ về, chị nào gọn lên 55. Sale gọn luôn, trẻ mình con này 79 nghìn. Hồng nhạt gấu treo. Hồng nhạt gấu treo. Này đúng không? Rồi ok Thanh Hằng. Treo đi vô. Đứng đó mà treo đi vô. Rồi nha, con nào nó hình như là treo mắt nó đẹp hơn nguyên cầm hay sao ấy. Con này em sale nói chị em 79 nghìn nha. Size 52, 55 chị em chốt đẹp. Đẹp lắm. Riêng 79 cho Ni Phạm. Đẹp lắm. Hắn còn lại mẫu vợ, chủ yếu cái này em còn size nhỏ chị Ni Phạm này. Rồi nhá, cái này màu đậm 79k luôn. Size 52, 55 nhá chị em, chốt đẹp như chị em nó. Nè, con này được cái dưới của nó, quần của nó, ống của nó là bo như thế này. Xinh không? Xinh không? Đây luôn trẻ mình con này nó 79 nghìn con nào luôn. Nha, lên mã đậm size M, size 52, 55 nhá. Từ 52 đến 55 ký trẻ mình chốt ok. Lưng thun này rất là dễ. Chị nào bụng to, bụng bự gì mang cũng được hết. Lên luôn dưỡng mã này là mã đậm size M. Đậm size M 79k nhá, sale gọn thôi. Đậm size M 79, chị nào lấy đậm size M lên đậm size M, tương tác lên luôn dưỡng xíu nhá. Rồi, lên từ đầu lại giờ bao nhiêu phút rồi mọi người? Lên hơn tiếng đồng hồ rồi. Ngô Thị Thảo Nguyên lên hơn tiếng đồng hồ rồi. Con này size 57 nè, 55, 57 nè chị em mình nè. Nha, lên luôn dùng mã L, size 55, 57. Nha, 79k gọn luôn. Size L, size 55, 57 nha, chị em mình chút được nha. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên size L nha. 79k gọn luôn. Chị nào lấy L, 79, lên L, 79k luôn dùng nguyên con cái. L, 79 con cái. Nha, lên mã nhạc, size M, size 52, 55. Nhạc còn cái. Những con này là hàng em theo gọn đấy. Lưng thun thì rất là dễ mang. Xe L cho Mỹ Phụng. Mỹ Phụng. Mỹ Phụng. Mỹ Phụng lên thông tin cho em nhé. Mỹ Phụng có đơn. Hả? Mỹ Phụng có đơn. Nhạc size M, size 52, 55. Màu đậm kèm size. Chị em mình lên rõ cái size khỏi bị nhầm nha. Lên rõ cho em cái size khỏi bị nhầm nha chị em mình ơi. Lên luôn dùng nguyên cái này, nhạc size M, con này size S cho chị em mình 50 này. L hết rồi chị anh ơi. Lên mã này là mã S luôn dùng nguyên, có 1 cái thôi. S dùng nguyên có 1 cái, 79k. Ok chị, ok nhé, sợ lâu lâu khách mua mua ấy. 55 chị lấy size M đi, lấy size M màu nhạt đi. Chị Ngô Thị Thảo Nguyên cũng có 1 cái thôi, cái này đi. Size S nhé. Lên quần lẫn từ từ, giờ mới vô à. Em lên nãy giờ rồi. Lên từ đầu like. Phải là người ta nói like thông thái vậy là thông báo phát live stream là phải giọt vô liền nha. Không còn đấy, nhưng mà nó là like ra mẫu thôi nha. Rồi lên xuống cái này size L. Ủa lộn, size M.
Size 5255 cái size S màu đậm size 50. Nha chị nào ở trên ở ngon trước còn màu giấy không? Màu giấy à. Cái gì? S cho chị Thảo Nguyễn. 79k gọn luôn ấy, còn lẻ tẻ mấy con cho chị Thảo Nguyễn. Rồi, cái này hàng 135.000. Em sale gọn luôn cho chị em mình luôn. Nhạc hết rồi chị Tôm Tú ơi. Ui. Còn kiểu khác, em lên giờ luôn. Chờ em xin. Cái này em còn một ri. Size 27, 28 với lại 29. Nhầm, 26, 28 và 29. Lên mã khói luôn dùng nguyên. Mềm lắm. Con này em đi chị em mình 110.000 luôn. 26, 28, 29. Chị nào đi size nào, lên size đó luôn dùng nguyên nhé. Chắc này. Chắc con này. Lên mã khói luôn dùng nguyên là ok. Nha, comment lên khói có 3 con thôi. Khói 110. Hàng này là hàng nguyên sale 105.000. À quên, họ hàng sale 135.000. Còn từng này bò giấy này là hết rồi đó. Áo thun đằng sau là 59k chị ơi. 59k nhé. Con này lưng thun, từ từ. Chị hay mang size 29 là chốt 29 được. Cái 57 đổ về. 57kg đổ về nhé. Lên luôn dùng nguyên con này là size 29. 57 đổ về. Mã này em đi luôn trẻ mình 79k gọn nhé. 57 đổ về. Đây có một cái, chút mã 29 luôn dùng nguyên là ok. Hàng này nếu như rẻ người ta bán dễ mùng 129.000. Xanh đậm treo dị thanh tâm. Xanh đậm treo dị thanh tâm. Thanh tâm này sao? Thanh tâm 59k. Thanh tâm. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên 29 cho chị ạ. Rách một đường nhẹ như này. Cái này cho chị Mỹ Phụng. Rách một đường nhẹ nhé chị ơi, rách kiểu thôi. Rách kiểu thôi. Rồi nhá, tiếp lên luôn dùng nguyên con này. Đi tốc độ chị em mình này. Lên mã gặp like. Ui cái này theo. Size 55. Size 52 đến 55. Lên mã theo M dùng nguyên nhé. Theo M 79.000 nhận hàng, không nghĩ là chị em mình đang đi mua tiền chục nha chị em mình ơi. Lên mã theo size 52, 55 có 1 cái 79.000 theo. Chị nào lấy theo lên theo luôn dùng nguyên nhé. Theo con này size S. Theo size S luôn. Theo S và theo M. Riêng size 9 cho chị Sari Nguyễn. Sari Nguyễn nè. 29 cho Sari Nguyễn nè. 29 cho Sari Nguyễn. Hết 29 rồi cô Yến ơi. Thế thì Trúc Dương ơi, kèm size cho em có S và M. S chị em mình 50, M chị em mình 52, 55 nha. Lên mã theo kèm size luôn dùng nguyên. Lên rõ size em chốt nha. Theo M cho chị Trúc Dương. Theo M cho Trúc Dương. Còn theo S chị Ngô Thị Thảo Nguyên ơi. Lên mã theo S dùng nguyên. Theo S nha. Ai lấy theo S lên theo S dùng nguyên. Trời ơi. Lên mã này là mã đậm. Đậm size S. Đậm size S. Size trẻ mình 50 thậm chí 52. Chị Tôm Tú size S đúng không? Chị Tôm Tú size S này. 79 nha. Tôm Tú size S. Chị Ti Lê ơi, hết cái mã 29. À, size 29 đâu. Em còn con size 26, con size 8 thôi. Rồi nhá, cái này em còn con. Theo S hết rồi chị Ngô Thị Thảo Nguyên thôi. Lên luôn chung mã đậm size S. Con này là con chính tắc nhé. Con chính tắc lưng thu 79.000, rẻ lắm. Chị em mình thử mua những con này về đi. Coi chắc nhá. Mua về coi chắc nhá. Cái này em có một cái màu đậm. Theo size S rồi hết rồi chị Huỳnh Như ơi. Nha, lên luôn những mã đậm size S. Chị em mình 52 đổ về chị em chút đẹp. Nó dài lắm. Nghe chị em mình tưởng tượng là tin giấy thì nó sẽ mỏng nhưng mà không nhá. Từ từ có công sở không hay có công sở hay không đó mặc được có công sở nhà em công sở nhiều mà nha. Rồi lên luôn những này chốt lên luôn những mã này là mã đậm size S. Mua đi màng luôn mấy con cái này đúng một đợt, đúng một đợt chứ không có nhiều nhé chị em mình ơi. Những cái con hàng sale không có nhiều nhá. Cái này size M, đậm size M, đậm size M và form này là form baggy nhé. Đậm size S cho chị Sari Nguyễn. Vô tư nhé chị Thanh Tâm ơi. Sorry Nguyễn vô tư luôn. Cái này Nguyễn có một con này. Nha chị nào lấy cái này lên size M, size 5255 nhé. Đậm M 5255 79k gọn luôn nha. Đậm size M, size 5255 đổ về là chị em rất đẹp. Đậm size M Nguyễn có một con. Chị nào lấy đậm size M lên đậm size M luôn dùng Nguyễn. Rồi cái này lên mã gặp lại. Đậm size M chị hình như mạng chị hình như chậm quá. Theo size S hồi nãy chị nào chưa có à. Chị Diệp Phượng ấy. Theo size S. Theo size S, theo size S hồi nãy chị nào chưa có ta. Đậm mờ cho Thanh Liễu. Theo CS hồi nãy chị nào này. Hết đậm mờ rồi nha. Theo CS.
theo size S con cái, size 50 nhá. Chị nào lấy theo S lên theo S này. Lúc nãy chị nào comment theo S chưa có comment lên lại dùng nguyên nhé. Theo S còn con. Ai lấy theo S lên theo S luôn dùng nguyên. Theo S nhá. Ôi cái này quần ngầm. Chéo, túi chéo. Con này túi chéo nhá. Chéo size S luôn, size 50 52. Chắc phê pha luôn. Còn cọc. Nha chị nào lấy chéo comment lên cho chéo thì dùng nguyên. Tạm mờ hết rồi nha. Tạm mờ hết rồi cô Yến ơi. Nha, rồi lên luôn chung mã chéo. Chéo nha. Chéo con, chéo có hai con. Chéo hai con. Size S hết luôn. Na ná nha. Na ná cho con chéo này nha. Chị nào lấy chéo lên chéo. Chị Thanh Liễu có rồi chị ơi. Chéo này. Chị nào lấy chéo size S size chị em là 50. 50 năm mai đổ về tôi là chị em chúc đẹp con này nhé. Em đây chị em 79k gọn luôn, đẹp lắm. 79.000 nhá. Chị nào lấy chéo comment chéo luôn dùng nguyên còn. Hai cọc nữa là hết. Theo size M hả? Để con coi ở còn không bỏ qua cho cô Yến. Theo size M rồi cô Yến ơi. Cái này còn con màu giá lộn không? Theo size S thì tôm tố hồi nãy có rồi. Còn một con theo size S đậm nữa nè. Theo size S màu đậm có một cái nữa là phông dài nha. Quần này quần dài nhá. Nên luôn dùng mã này là mã đậm theo size S. Size dễ mà 50, 52 đổ về trẻ mình lên ok nhá. Trời ơi nhìn con quần. Nhiều khách hỏi lắm, hôm bữa up con này lên nhiều khách hỏi nhưng mà đấy, chị mình thấy không, lên con nào nó cũng còn lẻ lẻ nè. Vì đã lên mão rồi, giờ còn lẻ tẻ lại. Bây giờ trẻ mình cứ nhắn con này còn không là chịu luôn. Không đi tìm được, họ lên like trẻ mình chút cho nó dễ. Chế gì tôm tú. Không rộng đâu chị ơi. Không rộng nhá. Cái này lưng thun mà. Nha, con này size S. Nhá, size 50 đổ về, chốt mã S theo luôn dùng nguyên là ok như chị em mà nói. S theo 79. Nhận hàng những con này về chị em mình giặt mình luôn. Chế chị Thanh Lê luôn. Nha, nhưng mà chủ yếu là còn size nhỏ. Nhận hàng con này về chị em mình giặt mình giá 79.000 chị em mình nhận luôn. Nha, còn một cái này size F, size chị em mình 50 nhá. Thêm chéo hết rồi chị Tôm Tú ơi. Theo màu đậm nè. Trang Đắc mới theo cho Thảo Nguyễn. Hình con này là hình con chó nha. Hình Ngô Bài Sử nó là con mèo, à, con hổ nha. Rồi tiếp còn bò giấy không? Có. Thảo Nguyễn hồi nãy có công ly rồi. Tao màu khác phải chứ. Màu khác phải chứ. Thôi cứ ấy đi rồi làm ấy sao. Bây giờ mà màu đỏ. Nãy màu đỏ chứ đã lên con này đâu. Size rì đây, size rì đây, size 26 rồi. Con này phông nhỏ thôi. Con này sót lại, cái này em đi chị em 69k. Ok, nãy màu khác. Nãy màu khác, con này size chị em tầm 48 đổ về thôi. Lên mã nhỏ nhé, cái này em sale tặng chị em 69k. Comment lên mã nhỏ 69k giúp Nguyên á. Chị nào lấy nhỏ 69 chốt. Con cái thôi, size 48 đổ về chị em mình lên ok. Nhỏ nhé, nhỏ có một cái này. Nhỏ con cái này còn rất mẫu là 69k gọn luôn. Nhá, chị nào lấy nhỏ lên nhỏ. Ủa sao toàn size S trời. Giờ còn toàn size S, tôi size 52 đổ về, theo size S còn con. Nhỏ 69 cho chị Thảo Nguyễn. Thảo Nguyễn 48 đổ về. Trẻ xỉu luôn. Con này size gì? Cái này chị Lương cửu luôn. Này chị Lương cửu luôn. 69k luôn. Là chị Lương cử. Rồi nhá, lên luôn dùng theo size 79.000. Theo S nhá, có hai con thôi, size trẻ mình 50 đổ về trẻ mình chút đẹp ấy, đẹp lắm. Rồi có con này size L, size 55 5, gọn lên 57. 55 và gọn lên 57 lên mã L79. Comment L79 quần dáng dài nhé. L79 nguyên có một cái. Ai lấy L79 comment lên L79 có một cái nhé chị em mà nói. L79 có một em, chị nào lấy L79 lên L79. L79 S màu nhạt 79k luôn. L79 và S màu nhạt 79k. Nha, con này toàn bộ là phông dài hết nè. 79k một con nhá. Chị nào lấy cái này thì lên L79 S79. Con này xuống xíu nó bỏ vô trong một bao chung cho nó gọn. Rồi nhá, lên mã này sale trẻ mình 101 luôn. Trời ơi. Size 52-55. Hàng này hàng nguyên sale 135.000 chị em mình. Hàng sale 135 nè. Không có chị ơi, không có. Này chị em mình nhìn chắc nè. 52, 55 con này nhá.
Lên mã này là mã M110 dùng nguyên. Chốt mã M110 dùng nguyên nhé. Còn con M110 size 52 đến 55 chị em mình chốt ok luôn dùng nguyên. Lân siêu cao giảm nhiều nha. Hàng này là hàng sót lại. L cho chị L79 cho chị Bùi Hà. Bùi Hà. Lên mã M110 nhé. Chị nào lấy M110 comment lên luôn dùng nguyên. M110 có một cái. Rồi nhá, lên mã đen trơn. Con này cũng xem. Xanh mới treo Lê Duyên Phan. Bao treo con này? Xanh này. Xanh nào mới treo à? Mời cho chị Nguyễn Thủy. Mời Nguyễn Thủy. Bao mới treo con này đúng không? Cho chị Lê Lệ Duyên Phan luôn. Ok, Lệ Duyên Phan. Lệ Duyên Phan con này. 52, 55. Nhưng mà khách chốt rồi. Khách chốt rồi. 110. Cái này em xem nó luôn chị em mình có một cái size nhỏ nhé. Con này size nhỏ. Size F, size 50. Con này cũng là hàng 135 của nhà Nguyên. Cái này em size chị em mình 89.000. Lên mã đai size S. Đai size S 89 nhé. Con nào cũng mềm và giãn nhiều hết chị em mình ơi. Áo thun là 59.000 vậy. Áo thun là 59.000. Nãy giờ em lên đồng giá. Có một con 110 thôi. Trời ơi, chị em mình nhìn. Cái này em sale nó luôn chị em 79.000 luôn. Bào kim tuyến này chạy nhiều lắm rồi. Nhận bào kim tuyến 79.000. Size 55. Nha, 79 nhỏ đen đâu trời. À nhỏ đen đó. Nhỏ đen 89 gì Nguyễn Dung? 89 hay 69? 89. Ghi cái này 89 ca tùy mã. Liên thủ là 69 à. Ừ, liên thủ 69. Lên luôn dùng cái mã này. Mới vừa đọc xong mấy chị. 79.000. Chờ em xíu, em lên đang xem đi. Lên áo tung không, trẻ mình lại nhằn. Nha, lên luôn dùng con này 55 độ về trẻ mình nhìn cái độ giãn của nó nè. Đã chưa? Mềm lắm. Lên mã 79 xanh đi. Xanh 79 là ok. Chị nào lấy xanh 79 chút lên luôn dùng nguyên. Sao thấy còn xây nhỏ không? Bây giờ còn chủ yếu là xây nhỏ. Còn 52 độ về. Trời ơi. 52 đổ về, nhiều chị mê quần ring này luôn ý. Nhiều chị mua phải 5 con, 6 con. Lên line nào cũng mua quần ring. Size 52 nhá. Lên mã trơn, size 52. Mã này 110 này. Nha, mã này 110, size 110 luôn. Chị nào lấy chốt. Alo. Chị ơi, em đang live chị ơi. Xanh 79 cho Nguyễn Quốc Việt. Rồi nha, cái này em còn ri. Cái này còn nguyên ri. Cái này con này cực đẹp luôn. Trẻ mình về sẽ so sánh với hàng trẻ mình mua 250, 270, thậm chí 290 nha, chứ không phải hàng rẻ tiền nhé trẻ mình ơi. Cái này xịn sò luôn, con này quần gắn boy. Cho trẻ mình 52 đổ về là trẻ mình chốt ok nha. Lên mã 110 luôn dùng nguyên. Nó mềm. Chút mã 110 vô nhà Nguyên quần riêng áo tung là rẻ sợ. Rẻ mà rẻ sợ. Cái này 3 con. Lên mã này là mã khói 110. Khói 110 nhá. Chị nào lấy khói 110 chút lên luôn dùng nguyên. Khói 110 kèm size luôn dùng SML cho chị em mà 57 đổ về là chị em cho ok nhá. Con này chỉ xước nhẹ thôi không rách này. Con này xước nhẹ và không rách nhá. Chị em mình lên luôn chung khói kèm size đừng ri thôi. Khói kèm size con ri nhá. Chị nào lấy khói lên khói luôn dùng nguyên. Khói anh một không thế. Anna Ly, Anna Thu, Anna Nguyễn. Nhiều Anna quá à. Lên khói con ri thôi. Chị mình xem like tương tác lên xíu. Chấm chấm lên xíu chứ không nổi bài lên xíu. Chị em mình nói nổi bài lên xíu đi. Sao mà đứng đơ thế. Mấy ngày rồi đấy nha. Ngày đang tới ngày thứ 3 rồi đấy. Khói 110 xe ấy cho Trương Thị Hồng Linh. Bỏ súng rồi sao? Trương Thị Hồng Linh. Size 55kg. Lên luôn dùng nguyên cái này. Nha, lên mã 55 là ok. Chị em mình nhìn con quần. Con này quần dáng ôm nhá. 110 luôn. Nha, con này 110 luôn. Chốt lên luôn chung mã này là mã 55 là ok. 110 nhé. Chị nào lấy cái này lên mã 55. Hàng xe 135. Xe Lê Thị Phượng. Xe mời cho cô Yến đổ nó lại.
Lên mã theo luôn, dùng nguyên 110 luôn. Theo 110 luôn, size 52. Theo 110 size 52 chốt lên giúp nguyên này. Được cho chị nào lấy theo lên theo. Con nào cũng là lưng siêu cao và quần giãn nhiều hết. Thế chị em mình nhìn chắc, chắc phê pha luôn. Không phải lăng tăng về chắc rồi. Nha, lên luôn chung mã theo nhé. Theo có 1 con. Theo có 1 con, chị nào lấy theo lên theo luôn dùng nguyên nha. Theo, 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 theo. Ai lấy theo lên theo dùng nguyên. Rồi, lên ri này nè. Hỏi là hết rồi, hoanh phan nha. Theo coi cái này phải không? Cái này có CL không? Có CM không? Mã 55 cho chị Lê Thị Phượng. Mẹ à? Mã 55 đây. Lê Thị Phượng. Lê Thị Phượng. Cái này cũng có 1 ri nè. Cái này cũng có 1 ri nè. Cũng màu khó nhưng mà nó đậm hơn xíu. Không có chân váy riêng chợ. Có chân váy, còn ít chân váy nhưng mà cũng size nhỏ thôi. Lên cái gì kiểu gì cũng còn size nhỏ thôi. Lên mà VXX là cuối cùng là chị em mình chốt lên ri, chị em mình chốt 1 con size to. Sao là đâm ra còn size xíu xíu không. Cái này có 1 ri thôi, đủ ri nè. Size 57 đổ về chứ. Lên luôn chung mã này là mã xước. Xước nhá, quần lưng này giảm nè, siêu cao luôn nhá. Lưng siêu cao và giãn nhiều như này. 110 chỉ có nhà nguyên bán thôi. Tự tin luôn đó. Tự tin luôn, chỉ có nhà nguyên bán giá này luôn. Lên luôn dùng nguyên mã này là mã đậm đi. Màu khói rồi, khói đậm. 3 size, SML nha. Em đây chị em 11 48. Lấy cái gì? Có size, nhưng mà có trong váy riêng. Còn nhưng biết mà để góc nào luôn. Nhiều quá giờ chả biết lệ góc nào. Chị nào lấy màu đậm lên màu đậm luôn dùng nguyên nhé. Em sale luôn, chị em mình gọn luôn một, một không. Đây còn một riêng ri 79k nữa. Còn một cọc 79k đây nốt nè. Một cọc 79k. Sẽ S thôi. Toàn S, toàn S, toàn S hết. S với M. SM có 1 con CL. Lên mã L55, 55, 57 có 1 con. L55, 57 L55 nhé. L55 cặp CL đấy. Cặp CL cho Ngọc Thảo Nguyễn 110. Lên mã L79K luôn dùng nguyên có 1 con. L79 có 1 con nhé. Chị nào lấy L79 lên L79. Rồi lên M79K luôn dùng nguyên. M này là M theo. M là size 52, 55 nhá. Size 52, 55. Chị nào lấy M79 chút M79. L79 lên L79K luôn dùng nguyên nhé. Con này 79K. M và L, M, L, S còn 3 size. Đấy, từng nửa con. Chị nào ưa, nó na ná, cái này kiểu này na ná giống nhau này. Chị em mình cứ lên luôn chung S, M, L là ok, 79K nhá. Cho em qua mã cho nó nhanh nha. S, M, L qua mã cho nó nhanh nha. L đậm biết sao rồi. L đậm hết rồi, chị Ngọc Thảo Nguyễn hết rồi đó. Rồi nha. Ngọc Thảo Nguyễn lấy rồi. Khó cho chị à. Bông Nguyễn này, bông Nguyễn khác nè ba. Khói đây. Nó sẽ ép cho chị bông Nguyễn, ghi bông Nguyễn khác nè. Bông Nguyễn khác nè. Rồi ok nhá, chị nào lấy cái gì thì lên. Em qua mã nha. L79 là ở dưới rồi sao. L79 cho chị Seri Nguyễn. Size L ấy. Coi cái mã quần 79K size L. Cái này em còn mấy con. Sale gọn luôn. Hàng này là hàng Nga, hàng công ty nhá. Hàng này tới 200 mấy nghìn một con. Nhưng mà còn toàn size 62 đổ về. M79 chị Liên Kim Nguyễn Nguyễn lên thông tin cho em. Chị Liên Kim Nguyễn Nguyễn lên thông tin trên live giùm em nhé. Chị nào có đơn kèm thông tin chứ không có thông tin là chịu luôn. CM luôn cho cô Yến Đỗ. Có hai cái CM đó sao? Hai cái CM. Ừ. Chị Liên Kim Nguyễn Nguyễn lên cả địa chỉ trên live cho em nhé. Mua con này còn đúng từng này con. Về con này số lượng nhiều nè. Giờ còn mỗi size 62 đổ về nha chị em mình ơi, quần nam. Hàng con này 200.000, 250.000 một con hết. Toàn bộ 200, 250.000 một con hết. Nhưng mà còn mỗi size 62. Gọn như anh nam nào gọn thì lên 65 nhá. Hàng này chạy nhiều quá rồi. Nên là chị em mình biết nhìn cái này. Kể cả áo, cả quần dài, cả quần lỡ của cái hàng công ty này nè. 200 mấy nghìn con. Nhưng mà hiện tại Nguyễn còn mỗi size L thôi nhá. Chị em mình nhìn. Ok nhá chị Liên Kim Nguyễn Nguyễn. 200 mấy nghìn con. Cái này em sale nó luôn, chị em mình 75.000 gọn. Còn có mấy con. Lên mã 75 giúp Nguyên là ok nha. Chốt mã 75 quần nam xịn sò lắm chị em mình, 200 mấy nghìn ấy. Giờ mình sẽ mua tiền chục. Chục nhỏ nhỏ nữa.
nha, cá kiểu khóa kéo luôn, sale 75k luôn gọn nhá. Quần nam xịn, quần nam xịn 200-250 không à, 75 cho Khánh Trang, cho Hiệp Nguyễn. 50kg rộng quá chị ơi, được cái lưng thun, ưa thì rút lại, ưa thì rút lại thôi. Khánh Trang cho chị Hiệp Nguyễn 75.000 nhá, xịn sò lắm, chị em mình yên tâm đặt những này. Nguyên thích bán những cái hàng công ty với hàng hãng sale, chắc ok, chắc đẹp, xịn mà mua giá, giá toàn mua giá tiền chục không á, mua giá tiền chục không, còn còn xây lờ. Cho chị Phương Nguyễn ngồi, Phương Nguyễn ngồi. Rồi ok, chị nào lấy mã 75 lên mã 75. Size này 62 đổ về gọn lấy 65 nhé, đẹp lắm. Đẹp lắm. Nè. Đây này không bao giờ nói điêu được. Chị em mình thấy không? Thấy hàng không chị em mình ơi? 200.000 một con. Nó nét cho chị em mình từ cái khóa kéo nó vặn nét, những cái chi tiết nhỏ luôn. Hàng này bên công ty nào chuyên hàng xúc này. Được chưa? Chị nào lấy cái này lên mã quần 75 là ok cho cô Yến đổ. Là 75 cho Yến đổ. Còn được mấy con này thôi, nên là chị nào có chồng có con tầm khoảng 62kg đổ về thì phát, vì nó quá là rẻ. Nha, sang hàng công ty bao giờ cũng rất là sướng. Đây được từng này con size L nữa, chị nào lấy size L lên size L nhé, cá kiểu khóa luôn. Nha, L 75 size 62 đổ về. Lên luôn dùng nguyên nhé, em đi cho nó gọn thôi. Ai chưa cắt cái mã này thì lên. Nó thật là cho nó gọn. Rồi tiếp. Cái này em bán tặng nó luôn cho chị em mình luôn. Còn size L thôi, chẳng còn size gì nữa. Còn bao nhiêu con là mỗi một size L thôi. 80 không vừa nha. 80kg không vừa được con đó. Cái này tặng nót luôn nè. 65kg mà gọn là được đó chị. Gọn người là được, vì hàng nó lưng thun. Rồi cái này em có mấy cái? Đang tiền à? Đã. Nhưng mà có rồi. Rồi tiếp nha. Cái này em có mấy con? Size 60. Size 60. Quần theo nhá, còn bộ còn một size. 75 cho chị có quần đùi. Liên Kim Nguyễn Nguyễn có quần đùi chị ơi. Chờ em xíu. Chờ em xíu. Đang bóc quần đùi nè. Cái này mang với cái này quá hợp lý luôn nè. Size 60 nha. Mua con áo này rồi, nãy rồi đúng không? Phát luôn cái này này, quá quần này quá hợp lý luôn nè. Còn vài con thôi nha, và size 60 cho xa hấy. Cái này bán tặng luôn thì em nó luôn 43.000. 43.000 size to nữa nè. Lên mã 43 là ok. Rẻ, con này rẻ sẵn luôn ý. Chốt mã 43.000 con này luôn. Toàn bộ cái này là theo hết nè. Size này chị em đến 60kg nha. Còn một size 2X thôi. Size XL toàn bộ là theo. Em đi luôn chị em mà nói con này giá 43.000 nha. Nãy giờ ai mua áo phong rồi? Đây ba ơi, cho chị Anna Lê này, Lệ Dương Phan, Nguyễn Lý này. Có từng này con thôi. Mỗi chuyện con cho nó vui. Hả? Phương Nguyễn ngồi này. Rồi ok nhé. Phạm Thị Kiều lên thông tin cho em. Phạm Thị Kiều lên thông tin cho em. Anna Lê này sao? 43.000 nhé. Lệ Duyên Phan làm gì? Lệ Duyên Phan. Nguyễn Lý. Nguyễn Lý này. Trong phòng con ấy, Phương Nguyễn này. Phương Nguyễn ngồi nhé. Phạm Thị Kiều lên thông tin cho em nha. Phạm Thị Kiều này. 43.000 gọn luôn. Cho chị Sorry Nguyễn nè. Sorry Nguyễn con rồi, còn nó một con xe 43. Còn đúng một con xe 43. Quần nam 70 không, cho cô Yến đổ nó lái. Cô Yến đổ nó lái. Rồi cái này xe 57 đổ về. 57 đổ về. 43 em hết nha. Ok. Vũ Milo à? Không. Milo hồi xưa rồi. Thôi lấy sữa kia đi. Lấy sữa vàng cho mẹ. Lấy sữa vàng đi. Ba đã dùng cả. Ba đang làm việc. Tập trung. Rồi size này 55, 57 đổ về. Chút 55 nhé. Size 55 đổ về. Lên mã 43L dùng nguyên size 55 nhé. 43L size 55 đổ về là trẻ mình chốt ok. Còn được mấy con này thôi. Nha. Sale gọn luôn, trẻ mình 43.000. Hàng này em đi 59.000. 57, 59, 55.000.
Con này đang chạy 55.000. Viên dài 101 chị ơi, 101. Rồi nhá, size 55 đổ về là chị em cho ok nhá, đẹp lắm, theo hết nè. Nha theo nai, theo Chanel. Theo nó luôn chị em mình hả? Lên mã này mã L cho chị Hạnh Trần. 43.000 nhá, rẻ quá con này. Chị em mình mua cái này mua được hơn cả đi mua giá sỉ luôn á. Nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên cho chị Mỹ Phụng. Mỹ Phụng L43, chị nào lấy L43 lên luôn dùng nguyên nhá. Chốt mã L43 và mang lên luôn dùng nguyên. L43. L43. Rồi cái này nó size 57. Cái này size 55, cái này size 57. L và XL. Chị mà ơi. 43.000. Cũng có view mà đang thả comment chậm 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 thôi ta. Khó xây mờ chị Nguyễn Thủy. Khó mờ chị Nguyễn Thủy này sao? 110 chị Nguyễn Thủy. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Đói nị. Dạ áo em đang mang là một lộ 59.000. Rồi nhá, còn xây mờ, ô lộ xây lờ chị em mình 55 và xây lờ chị em mình 57, xây 43.000. Chị nào lấy cái này lên mã xây 43.000. Nhỏ con, nhỏ con, nhỏ con. Cái cặp này anh xem. Đeo gọn cái cặp này. Lời dùng đơn lời còn không? Lời đây. Thanh tâm. Lời đây. Cái này gần như là rip luôn á chị em mình, đây size 62 nhé. Size 62. Con này em xem gọn luôn chị em mình 39.000 lên mã sọc ca. 39.000, cái này em còn mấy con thôi. Size 60, 62 là ok. Đúng rồi nhá chị Anna Lê. Hồi nãy giờ còn có con khói màu này chứ mấy chị. Còn không thì bỏ ra nhá. Có con khói đằng sau này còn xây mờ thôi. Rồi nha, tiếp lên em bán tặng luôn chị em mình con này luôn. Size này mình chị em mình nhìn cái chắc của nó này. Cầm con này nó nặng thịt tay luôn. Từ 40 đến 62 chị em mình mang ok hết con này dùng nguyên. Chị em mình nhìn cái độ giãn con này nè. Nha. Thậm chí 65 mà chị em mình thích mang body được, chị em mình vẫn mang con này ok. Em xe luôn chị em mình con này, giá lên luôn thì em mình con này tặng 39. Nào mà đi săn thun thun mà hàng 3, hàng 4 thì hơi bị khó rồi. Nha, lên mã này là mã 39K. Được chưa? Sọc cam cho cô Yến. 39K sọc cam chốt lên luôn dùng luôn nhé. Form Nguyên đang mang là size chị em lấy 60 mang ok luôn. Quần riêng để phía sau 48 mặc vừa không? 48kg. Size S. Ok. Size S là ok, chị nào lấy cái này ra nhá, bỏ hồi nãy của chị Nguyễn Thủy ra kìa. Được đấy chị Thanh Thanh Thu Đặng. Lên luôn dưỡng mã sọc cam 40 lộ 39.000 con. Nha, đúng tương tác kém luôn ấy. Con này mà tặng 39.000 mà đứng đơ luôn ấy. Không thể đây nhập được ra được giá nào. Chị lên mắt. Áo khoác hồi nãy em xem 101.000. Toàn bộ là đang bóp tương tác nên là Nguyên cũng bán lấy tương tác luôn ấy. Cho chị Phương Nguyễn. Bán cho vui nè. Không thể đi nhập ra được giá này. Ok, sọc cao dịp hình 39.000. Cái này cho chị Thanh Thu Đặng 101. Thanh Thu Đặng 101. Sọc cam cho chị Trúc Dương. Áo đang mang trên người 59k. Trúc Dương. Trúc Dương 59k con, nguyên con thái không to. Trúc Dương. Sơ Ri Nguyễn. Mỹ Dung. Mỹ Dung. Cái gì Thanh Tâm. Ok, Thanh Tâm em để chị rồi. Chị nào có đơn cứ lên thông tin, lên cả địa chỉ trên live cho Nguyên còn hai con. Cái gì Thanh Liễu một con. Thanh Liễu một con. Rồi còn nót một con. Nhá, chị nào lấy sọc cam, chút lên mã sọc cam. Nguyên còn nót một con nữa thôi là hết. Nha. Lên thông tin nhá, chị nào có đơn chịu khó lên thông tin trên live cho em nha chị ơi. Chị Mỹ Dung lên cả địa chỉ, cả số điện thoại trên live cho em. Nha. Nhiều chị, cái chị gì hồi Nguyên nhắc ai, đây ai lên comment thì nhắc lên số điện thoại. Là một clip luôn hết. Giờ còn XL nhưng mà không tài lo. Áo đang mang chút chưa xả? Cho chị Diệp Huỳnh. Lên địa chỉ Chưa. Lên địa chỉ, lên số điện thoại trên live dùng nguyên nhé. Toàn bộ khách có đơn lên cả số điện thoại, cả địa chỉ trên live luôn dùng nguyên chút đơn nha. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Cái này em còn 3 bộ. Xe 55 đổ về. Xe nó luôn chị em mình, con này giá 65.000. Nhiều chị mà đang bán sỉ con like thì thấy người ta đang chạy cái này. Sỉ vô là 6 mấy 7 mấy nghìn rồi. Miu à. Lô đằng sau.
chữ 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 sọc cho chị Liên Kim Nguyễn Thị đi ba, sọc cam bên đó cho Liên Kim Nguyễn Thị luôn. Bên kia Liên Kim Nguyễn Thị chữ nha, à quên chữ nha chị ơi, chị Bùi Hà lấy chốt rồi nha. Cái này size dành cho chị em mình 55 đổ về là chị em chốt đẹp nhá. Mùa hè mang những con này quá sướng, 55 đổ về nha. Từ chắc nè, từ đường kim mũi chỉ chạy cho chị em mình con này hàng xịn luôn. Cái này em đi chị em mình 65k đi, còn được 3 bộ. Size này 55 đổ về là chị em mình lên ok luôn dùng nguyên nhá. Chốt lên mãi dâu có 3 bộ thôi. Nè sót lại 3 bộ dâu nha. Ok chị Diệp Huỳnh, chị nào cứ có đơn lên thông tin trên like cho em luôn nha. Chốt lên luôn nè cho chị Nguyễn Thu Thủy, có 3 bộ thôi. Dâu size M, size 55 đổ về nhé, 65.000 luôn đi xã. À, ok chị Mỹ Dung, nguyên còn 2 bộ dâu size 55 đổ về là chị em mình lên đẹp con này nhé. Lên mãi dâu nhá, chốt dâu luôn dùng nguyên 65k lận. Ai lấy dâu cầm nên dâu nhá. Dâu dâu dâu. Rồi tiếp. Cái này em còn mấy con này em sẽ nói chị em 39 con không? Còn, còn được 2 bộ nữa sao? Cái gì Thảo Nguyễn cái này sao? Cái gì Thảo Nguyễn? Cái gì Thảo Nguyễn? Rồi nhá, lên mã này là mã sọc hồng. Giao cho chị Thảo Nguyễn có rồi. Chốt mã sọc hồng, con này bán tặng chị em 39.000 luôn. Nè chị em mình nhìn con. 60-62 chị em mình, những con này rất là dễ mang. Còn đi ship. Ok chị. Giao cho Liên Kim Nguyễn Nguyễn. Ok. Ok chị Bùi Hà con này. Bùi Hà 49.000. À quên lộn, 59.000 cho chị Bùi Hà. Cho chị Bùi Hà luôn con này. Ok nhá. Rồi lên luôn dùng nguyên con này. Lên luôn dùng mã này là mã sọc trắng, bán tặng chị em mình 39.000 con này luôn. Chắc nó đẹp lắm. Nhiều khi á sọc hồng cho chị Trương Quỳnh Anh. Chị em mình cứ nhận thử nhưng giao em hết cho chị Mỹ Dung luôn. Này, chắc phê pha luôn. Con này chắc phê pha luôn. Thảo Nguyễn này, hết bộ dâu rồi. À, Trương Quỳnh Anh này. Sale note 39.000 gọn kho, đúng bán lấy việc luôn ấy. Ok chị Thanh Liễu. Bán cho có việc con này. 39.000 không thể nào đi nhập được. Cứ nhận hàng những cái con áo 39.000 hàng nguyên khi mà nguyên nhập về mà chắc sổn luôn, báo chắc sổn. Nhá, chắc cảm giác là không thấy đẹp là nguyên sale. Nhưng mà những con này chắc rất là mịn luôn, dài mịn nhá. Nè, quay cận cho chị em mình coi cái vải này. Dài mịn hàng đẹp lắm luôn ấy. Có tông mịn nhá chị em mình ơi, không phải hàng sổn hàng cứng đâu. Đi chị em 39.000. Nha, lên mã sọc hồng 39 là ok. Sọc hồng yên tâm đi, tự tin con này luôn. 6 không cần mua hàng con này luôn. Nha, không cần mua hàng của nhà Nguyên luôn ấy. Nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên, so với giá 39.000 thì chắc quá đỉnh luôn. 39.000 em còn được 3 con sọc hồng. Chị nào lấy sọc hồng lên sọc hồng 39k luôn dùng nguyên nhá. Rẻ quá. Mua phong vô mùa mà săn ốc phong con này rẻ. Nha, chị nào lấy sọc hồng. Sai đó chị em mình lấy 60 ok luôn. Nhá, chị nào lấy sọc hồng cái này. Lê Diên Khoa. Chiếc chất bông. Chất bông Lê Diên Khoa. Hai bộ này size 57 đổ về. Ly bỏ lên thông tin nha. Khách có đơn cứ lên thông tin cho em nhé. Khách mới cũ cứ lên thông tin trên like cho em nhé, cho chuẩn nhé. Cái này em còn hai bộ size nè, size chị em mình 57 đổ về. Size nó luôn chị em mình 65 nghìn. Còn màu trắng nha. Màu trắng. Sọc hồng còn không? Hết rồi. Hết rồi. Cho mình sẽ sọc tím này, sọc tím to. Sọc đen. Sọc nó chưa lên thì từ giờ xíu. Chị Ly bỏ lên lại thông tin cho em nhé. Đơn hành đoàn à, ok tới hồi làm tin nha. Chốt đơn lấy chị bảo luôn, chị hành đoàn luôn. Là bỏ đơn của chị vô chứ không là bên nhà em mấy người chốt đơn là không biết đâu ấy. Nhá. Đến lúc chốt đơn chị hành đoàn xong cái rồi mới chốt đơn qua chị đã đi mất tiêu rồi đấy. Nha, cái này size 57 đổ về, em còn được 2 bộ 65.000 luôn. Phải xịn lắm. Hả? Phải con này xịn lắm. Lên luôn dùng mã này là mã dâu vàng. Mùa này mang những con này quá sướng này chị em mình. Chốt mã dâu vàng. Em đi luôn cho chị em mình con này, giá lên chị em mình là 65.000 còn đúng 2 bộ thôi. Lên mã dâu vàng nhé. Có 2 con dâu vàng. 65k dâu vàng nhé. Chị nào lấy dâu vàng, chốt dâu vàng luôn dùng nguyên 2. Lên mã này là mã sọc tím. Sọc tím sale chị em mình 39.000. Rẻ quá chị em mình. Mua toàn tiền chục, không á. Toàn tiền chục mà mua toàn hàng đẹp không à. Rồi nha, lên luôn cho mã sọc to luôn dùng nguyên. Sai chị em mình lấy 60 ok luôn. Sọc to nhé, những con này đơn giản rất là dễ mang. Chốt mã này lên mã sọc to dùng nguyên nhé. Thế
Lên mã này là mã sọc to dùng nguyên. Sọc to tặng 39 cao luôn. Chị nào lấy sọc to, chút sọc to luôn dùng nguyên. Chút cái ghế qua đây cho sợ cái màu xíu. Lên sọc to 39 nhé. Sọc to cho chị Nguyễn Phương. Sọc to 39 nha. Nguyễn Phương. Dâu vàng cho chị Hoan Phan ơi, lên thông tin cho em. Lên thông tin nha. Nguyễn Phương Trúc Dương. Sọc to. Có màu đen chị ơi, có màu đen, có màu đen luôn. Sọc to được không? Nhưng mà không có chữ này đâu chị ơi. Bóc đại chữ là được. Ok thì chốt. Thì chốt dương luôn. Thì chốt dương. 39k con này nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. 39k thôi. Phải đẹp lắm. Chứ không phải hàng hàng xổm hàng cứng đâu. Cầm con áo nặng chịch tay luôn. Ok sorry Nguyễn. Chị ơi chị Thanh Tâm ơi, lấy cái chữ khác thì ok. Chứ còn cái chữ như em là không có màu đen rồi. Lên mã sọc to luôn dùng nguyên chắc này. Nó mềm nó giãn nhá. 39k. Lên mã sọc to 39 nha. Chốt mã sọc to là ok. Chị ok thì lên nhé. Rồi em lên một mã sọc nữa là qua mã. Một mã sọc đen nhỏ. Đây chỗ này. Đây này. Sọc đen nhỏ này. Rồi ok sọc đen nhỏ luôn dùng đi. Lên mã sọc đen. Sọc đen nè em lên luôn, trẻ mình là giá 50. Quên lộn, 39k sọc đen luôn. Chị nào lấy sọc đen, con này sẽ 60 đổ về. Lên mã sọc đen luôn dùng nguyên nhá, 39k. Ai lấy sọc đen còn mấy con sọc đen nữa. Nhá, còn vài con sọc đen chị nào chưa có chốt. Có mấy con sọc đen thôi. Con Lan Mai thì cũng có người chốt rồi không vậy? Không. Không. Con Lan Mai. Con Lan Mai là sọc đen cho Huyền Nguyễn. Sọc đen là 39 nhá. Ai lấy sọc đen thì comment lên sọc Lê đen. Lê Duyên Phan. Bỏ mình con áo trắng 59. Ok Lê Duyên Nguyễn, mẫu gì cũng chữ được đúng không? Mẫu nào cũng được thì em mới dám bỏ nhá. Ok Hoàng Khoa. Giờ lọc lại từng khóa thì hơi lâu. Chữ nha, trang chữ nha. Sọc đen cho Thanh Hằng. Sọc đen cho Bùi Hà. Chị nào lấy sọc đen thì lên sọc đen luôn dùng nguyên nhé. Em đang lên luôn, trẻ mà là giá 50. Ôi lộn, 39 nghìn thôi. Nha, chị nào lấy sọc đen thì lên sọc đen. Em qua mãi nhé. Sọc đen cán cho Bích Hằng. À, cho 3 ký vừa không? Không, con sọc đen nó phong 60 thôi. Phong 60 thôi, Bích Hằng không vừa nha. Con sọc đen là phong 60 nha. Nhìn cái miệng quá. Hey. Cho xả lại, à quên, đây đây con còn có mấy cái mã bộ nữa cho xả lên xe luôn. Còn mấy bộ lụa Hàng Châu, bộ nó đẹp lắm. Còn mấy bộ lụa Hàng Châu. Đẹp. Cái này em còn cái xe nhỏ đấy, mã tim này nè. Có mấy con. Hay bỏ lên bỏ. Cái gì mà chị Liên Kim Nguyễn Nguyễn ok đấy. Tép. Cái chữ Liên Kim Nguyễn Nguyễn. Rồi. Con này trẻ mình tầm 50 đổ về, con này đẹp này. Quần dáng ôm nhắn con cái. Cái này em sale luôn, trẻ mình 110. Toàn bộ hàng này là hàng em đang sale là 135.000. Không bao giờ nó điêu. Áo đang mang là 49.000. Nha, con này body 49.000 tay bồng. Chị nào lấy chốt cái này trẻ mình với quần lên cao lên rất là đẹp, còn được vài con. Nha. Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này. Em đi luôn trẻ mình con này luôn. Màu đen. Chữ nào cũng được à. Màu đen chữ nào cũng được. Cho chị Thanh Tâm. Màu đen mà chữ gì cũng được. Chờ xíu nhé. Ok. Lên luôn những mã này. Em đi trẻ mình con này giá 110 luôn. Những con này là hàng lẻ sai ra rồi này. Nên là nguyên sale luôn cho nó gọn. Nha. Cỡ tặng người như nguyên trẻ mình chốt con này là ok. 110 cho chị Lê Thị Kim Hiền. Lê Thị Kim Hiền. 110 nhé. Những cái này là còn lẻ mẫu lẻ cái đó này. Lê thì Kim Hiền. Hàng sale 135.000 đấy. Lê Thị Kim Hiền. 110. Ok. Rồi nhá, tiếp luôn con này luôn dùng nguyên. Áo vàng quần riêng dài.
50 cái áo vàng nào. Lên rõ mã. Con này size 28. Nhưng mà chị em mình tầm khoảng dưới 55 thôi. Nha, con này 28 dưới 55 thôi chị em mình ơi. Nha, lên mã 28 đẹp lắm luôn. Con này cũng giảm nhiều chút, mã 28 là ok. Chị em mình lưu ý là toàn hàng này là hàng sale 135 hết rồi, giờ rớt mẫu lại là em sale thôi, chứ không phải hàng xổm nha. Hàng này chị em mình sẽ so sánh với hàng chị em mình đi mua 200 mấy một con. Lên mã 28 dùng nguyên có 1 con nha, 28 có 1 con. Chị nào lấy 28 lên 28 dùng nguyên nha. Ok, Lê thì Kim Hiền lên cả địa chỉ trên live luôn dùng nguyên nhé. Áo đang mặc cho chị lắc lúc, áo đang mang đang từ tình trạng xuống lắc lúc đây. Ok, áo đang mang còn từng này con, để lên nó luôn cho chị em mình luôn. Áo đang mang chị lắc lúc này. Còn cả màu nu, màu vàng, màu nu, màu đen, có mấy con hả? 39k cho chị lắc lúc này. 49k chứ nhỉ, 49.000 chắc Boris nhé, lắc lúc. Còn cả màu hồng nè, chị nào lấy cái này lên mã 49k, hồng, đen, trắng, nu, 4 tông màu. Ưa cái này thì lên luôn dùng cái tay bồng nhé, tay bồng. Size này để mang đẹp là tầm 28 cho chị Liên Kim Nguyễn, à, Liên Kim Nguyễn Nguyễn nha. Chị em mình nhìn cái độ giãn của nó nè, Boris sướng, sướng đời luôn nha. Chị nào thích thì lên mã 49k kèm màu, màu nu, màu đen cho chị Anna Lê. Cái này cho chị Liên Kim Nguyễn Nguyễn đi sao. Quần dài chị ạ, Liên Kim Nguyễn Nguyễn 110, màu đen cho chị Anna Lê. Anna Lê giảm nhiều, chị mang body được thì chị mang ok. 49k, quần riêng là 101 nha. Em kéo chị em mình xem nhìn cái độ giãn của nó này. Giãn vô tư thoải mái, mang co giãn theo form nhá. 49k, đen chị Lương Cửu luôn. Đen Lương Cửu nhá. Chị nào lấy cái này thì lên luôn dùng 49. Đen, trắng, nu, hồng, 4 tông màu. Từ từ đang mặc ok màu này luôn đúng không, màu này cho chị Ngô Thị Thảo Nguyên luôn nha. Vàng 49 cho chị Ngô Thảo Nguyên luôn, Ngô Thảo Nguyên rồi nhá. Còn màu nu, màu trắng, màu đen, ai lấy màu nào lên màu đó luôn dùng nguyên nhá. Màu vàng ok, màu nu cũng rất là đẹp luôn ấy nè. Em mở màu nu ra chị em mình xem. 49.000 Boris, đợt này mà săn Boris kiểu mà không ra hàng 4 đâu, khó, hàng lên cao lắm chị em mình ơi, mọi thứ đều lên cao. Hồng cho chị Út Nguyễn này. Hồng cho Út Nguyễn này. Rồi nhá, 49k thôi. Thôi đứng lên lại cho chị em mình nhìn cái phô máu này. Nó không có ngắn quá. Cái này chị em mình mít quần lên cao lên là nó đẹp rồi nha. Nó như thế này thì quá rốn rồi. Quá rốn rồi. Đấy, chị em mình thích thì đóng lên nha. Đen cho chị Lê Thị Phượng. Lê Thị Phượng nào lên địa chỉ trên live cho em. Lê Thị Phượng lên cả địa chỉ trên live cho em. Lê Thị Phượng. Cái áo hồi nãy 59k màu đen chữ là trừ cho chị Thanh Tâm cả. Màu đen chữ là được nha. Còn màu nu 49, nu 49, trắng 49, hết đen, nu, hồng, trắng, 3 tông màu. Quần mã nào đấy chị Võ Thiền ơi. Quần 110 mã hồi nãy có người chốt rồi nha. Ai lấy cái này lên luôn dùng nguyên 49k kèm màu lên dùng nguyên là ok. Màu nu này cũng rất là đẹp, 49 nhé. Đây còn mấy con quần nữa nè. Quần này là form 9 tắc, size 52. Form 9 tắc nhớ chị em mình ơi. Có chị ơi, có. Đây nè, size 50 thì nó rất là nhiều. Con này size 52 đổ về. Cái này 9 tắc nhá, cái này em sale luôn chị em mình luôn 105.000 nhá, 100.000 luôn đi. Còn cái này 100.000 nốt nhá, size M, hàng lưng cao và hàng giãn nhiều. Lên người ta chốt rồi. Chị ơi, cái nào em chốt xong đơn, nó chốt xong đơn là đi đơn hết rồi nhá chị, lắc lúc luôn sao. Lắc lúc 110 luôn. 110, ông ơi lộn, 100 luôn. 100 luôn, rồi còn cái này nót luôn. Lên mã Mickey. Theo chị em mình 89k, size chị em mình dưới 50 là chị em chốt ok. 50 đổ về, lên mã Mickey nhé. Nô cho chị Hoan Pha. Chị Hoan Pha ơi, có thông tin chưa? Nếu như mà chưa có thông tin đây thông tin nhé. Hoan Pha nô này. Nô 49 cho chị Hoan Pha luôn. Rồi nhá, con này lên mã Mickey. Sale chị em mình con này giá 89k luôn. Lên đúng mã là Mickey 89k gọn nha. Comment đúng mã cho em. Mickey em có một con size S ấy. Mickey size S ấy. Chị nào lấy Mickey size S comment lên mã Mickey size S luôn dùng nguyên là ok nhá. Lên rõ mã cho Nguyên nhá. Lên rõ mã chốt đơn chị em ơi. Rồi tiếp. Cái này em có một con. Chủ yếu là ring là giờ còn size nhỏ là nhiều, không có size to. Mickey con này Mickey 89k. Trời ơi.
Con này sale gọn luôn cho chị em mình luôn nha. 95k luôn, size nhỏ luôn. Size nhỏ luôn, size chị em mình 50 đổ về là chị em mình cho ok. 50 đổ về lên luôn cho mã túi quần Rimo chính tắc. Size 50. Đây. Đây, con này mới vừa lên luôn, Mickey cũng là chính tắc luôn. Lên mã túi nha. Size chị em mình 50 đổ về là chị em mình cho ok, những con này lên form đẹp lắm. Nha, lên mã túi luôn dùng nguyên. Mới vừa nói xong bao nhiêu tiền? 95 nghìn. 95 nghìn. Đây nè. Toàn bộ là còn size nhỏ trong cái cọc này hết. Còn một size, cọc này còn một size hết. Mã túi lên luôn dùng nguyên nhé. Toàn bộ size 50 hết. Chị nào lấy túi lên túi luôn dùng nguyên nhá. 95 nghìn nó thì hàng 130 đấy. Hàng 130 nhưng mà còn mỗi size nhỏ thôi. Nhá, chị nào lấy túi comment lên túi luôn dùng nguyên. Cái này em còn cái em sẽ nói luôn chị em mình 49 nghìn luôn. Size 50 luôn. Con này size 50 nhá, sale nói chị em 49 nghìn. Nha, chị nào lấy cái này lên mã đùi 49 là ok. Size 50. Còn mấy cái áo ngực này lên cho chính tắc vậy. Còn mấy cái áo ngực có cả màu nu nữa. Tóc cái áo ngực luôn cho sẵn. Cái này có cả màu nu nữa nè. Em còn mấy cái size 34 và size 38. Để em ta. 34 và 38 hết ra 6 rồi nhá. Lên mã này là mã ngực luôn. Chính tắc đó chị ơi. 49 cho lát lúc. 49 là cái quần nãy. Quần đùi. Rồi nha. Túi cho chị Lê Thị lên công sở từ từ chờ em xíu. Túi cho chị Lê Thị Lê Thị Kim Hiền. Bà sẽ nhét trong đây rồi. Có cái quần túi. Ok. Rồi nha, cái này em có ít. Quần giả váy em không? Chính tắc à? Chính tắc. 95 nghìn luôn. Cái này em còn cả màu nu nhé. Màu nu nhé. Cái này thì em lên luôn chị em mình luôn. Hàng này hàng số đốc. Em lên rồi chị Anh ơi. Em lên rồi. Áo đang mang là 49 nhưng mà hết màu vàng. Màu vàng đang mang có người chút vậy ta. Cái này em đi luôn cho chị em mình luôn nè. 45 nghìn một con này. 39 nghìn con. 39 nghìn con. Hàng này toàn bộ là hàng số đúc. Hiện tại nguyên còn size 34 và size 36 nhá. 34 và 36. Lên luôn dùng mã này là mã ngực bi. Kèm luôn dùng nguyên cái size ngực bi kèm size giúp Nguyên nha chị em mình ơi. 34 và 36 hai size nhá. Ai lấy cái này lên luôn cho mã ngực luôn dùng Nguyên. Chính tắc 26 cho chị Võ Thuyền. Size 6 loại nào ta? Em qua rồi đúng không? Em qua rồi đúng không? Cái này con đẹp mà chị em mình chưa chốt à. Con này size 28 nè. 28 lúc nãy chị em mình chốt chưa? Có chị nào chốt con này size 55 đổ về không? Ngực bi 36 cho Nguyễn Lý. Ngực bi nhá, ba ghi lại thôi. 36 chị bông luôn. Cho chị bông luôn. Á. À, trời từ 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 34 với 38 thôi mà. Còn 34 với 38 thôi. Mất vừa chị ơi. Còn size 34 và size 38 chị em mình để luôn dùng nguyên. Không chọn màu đó, chị nào chọn màu em không chốt nhá. Cái này em sale rồi. Không còn 36. Phải không ta? Hôm qua chị ấy gì nói không còn 36 không ta? Cái này không chọn màu. Nha, còn màu nu nữa. Và cái giá này là giá sale. Giá rẻ nhất mà chị em mình mua sẽ là rơi vào người ta sẽ bán chị em mình 75-80 nghìn một con. Không có 38 nha. Có 38. Có 34 và 38 thôi, không có 36. Nghe rõ luôn dùng nguyên nhá. Có cả màu nu. Nha, màu nu. Nhưng mà cái này không chọn màu. 39 càng con. Nha. Em nói nhầm, chắc là em nói nhầm 34 và 38. Em nói nhầm 34 và 38 thôi. 55 cái này là chị Nguyễn Thủy này. Ok, em lộ, em nhầm. Sau đây chị em mình là còn 34 và 38. 34 và 38. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Chốt mã bi kèm size luôn dùng nguyên là ok. Sale nó 39 nghìn. Nha, chị nào lấy mã này. Toàn bộ mốt này chuẩn là mốt 3 phân rưỡi nhé. Mốt 3 phân rưỡi. Chị em mình sẽ mua rơi vào 7 mấy 80 nghìn đó. Nó không phải là quá đắt như hàng xúc. Như những con hàng xúc. Nha, chốt lên luôn này. Chị Betty Đô Lê lên thông tin cho em nhé. Lên thông tin và đùi 49 em hết rồi. Nha, chị nào lấy cái này lên cho mã này mã ngực. Kèm luôn dùng nguyên cái size. Còn 34 và 36. Ấp quên lộ, sorry. 34 và 38 cái miệng. Lẹo á, nó hồi lẹo luôn ấy. 34 và 38 chút lên cho em nhé. Chị nào lấy một chút. 34 và 38. Quần 49 còn không? Hả? Quần 49 hồi nãy hết rồi. Này còn sót một cái. Cái này em xem nó luôn. Chị nào có đơn mà không có thông tin là em bỏ qua nha.
bắt tới chị Lương chú. Cái chị gì à? Chị Đô Lê tên Đô Lê, lên thông tin đi. Không có thông tin sao chốt con này thẳng nót luôn này. Làm như vậy tay rồi. Ngắn tay. Ui. Size 65. Size 65 chị em mình nhìn chắc nè. Còn toàn bộ là size L nhá, hàng Zara này. Sót lại thôi. Trơn nhá, rất là dễ mang. Tặng nót con này luôn 35.000. Con size L nhá. Nhầm, có hai con XL thôi. Hai con XL thôi, tặng 35. Không chọn màu đó chị ơi, còn size gì em bóc chị ok thì chốt con thôi nha. Chị ơi, chị không lên thông tin em bỏ qua chị Khánh Trang con. Chị có đơn mà không kèm thông tin là em không chốt đơn nhá. Và không chọn màu, cái gì em bảo trên like là đã sale thì không chọn màu, chị em mình ok thì lên đơn. Cái này còn cái tặng 35 thì luôn, hàng Zara chứ chị em mình ơi. Sale luôn cho nó gọn kho, cái này hàng shop kho. Giá này lên giá tặng 38 chị Nguyễn Lý ok rồi. Ok Nguyễn Lý có rồi nha. Cái này size 55 nữa nè. Rồi cái này cọc này còn đủ size 35.000. 63. Áo 63 hết rồi. Cái gì áo 63? Áo gì 63 chị ơi? Cái này còn đủ size đó. 35.000 kèm size luôn, dùng nguyên 62 đổ về, 65 đổ về. 65 đổ về, từ 55 đổ lên đến 65 em còn cọc. XL cho chị Phương Nguyễn ngồi. Phương Nguyễn ngồi. Rồi nhá. Nguyên còn size L, size 62 đổ về. 55, à quên lộn. 55 đổ lên. Nhỏ nhất là 55kg chị ơi. Nhỏ nhất là 55kg cho size S. Size S. 55 đổ lên đến 62kg cho size L. 35 à? 35 nghìn. 65 hết rồi chị Văn Cao ơi. Hết rồi nhá. Hết 65 rồi. XL em hết rồi. Hết XL nhá. Em hết XL nha chị em mình ơi. Rồi cái này mới còn ri 101 luôn. Hết XL rồi, còn SML thôi 3 size. Còn SML 3 size thôi. Trời ơi. Cái này lên mã 110 đẹp chưa? Đẹp chưa? Màu đen, à hết màu đen rồi, còn màu nu, màu hồng và màu trắng, chị lấy màu nào chốt, cái này em có thằng ri thôi nè. Xe 57 đổ về 3 size SML. Xe nó 110 luôn nhá. Comment view 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 xuống là view xuống thẳng luôn ấy. Rồi nhá, chút lên luôn dùng nguyên cái này. Cái này em có thằng ri thôi. Lên luôn dùng nguyên cái này là 110 kèm size đẹp lắm. Hàng này hàng lưng siêu cao đấy. Giảm nhiều, còn sót được ri. Đẩy luôn cho chị em mình luôn, với giá lên luôn chị em mình lập 110 luôn nhá. Cái con này 35k mà tới size 62 mà đứng lơ luôn rồi. Mà biết cái mức độ rồi nha. Còn lại cái này cho nó gọn. Rồi cái này em còn mấy bộ. Hàng chin size 55 đổ về nhá. Lụa hàng châu. Cái này sale mấy tiền? Con này là lụa hàng châu nhá. Size 55 đổ về. Còn được từng này bộ thôi. Lên mã tim luôn dùng nguyên 69k luôn. Hàng này em sale 7 mấy nghìn? 65.000 đi. 65.000 nha chị em mình ơi. Lên mã tim bộ này là lụa hàng châu nhá. 65.000 nốt luôn. Size chị em mình 55 đổ về chị em chút đẹp. Lên tim dùng nguyên. Nhá chút tim luôn dùng nguyên. Chị nào lấy tim lên tim. Có quần công sở màu đen có chị ở 79k. Có size kèm size. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên mã tim, tặng tim luôn dùng đi nhá. Em đi luôn cho chị em mình con này với giá là 65.000 luôn. Hàng toàn hàng xịn nha chị em mình thôi. Nha, size 55 đổ về. Chị nào lấy tim lên tim dùng nguyên nhá. Bộ tim, bộ lụa hàng châu. Công sở em có, nhưng mà giờ size số nó cũng lộn xộn. Nha, lại đến ráng đến 10 giờ đi. Như trắng quá. Trưa cũng như tối, tối cũng như trưa. Trời ơi, tiếc cái thung thái quá, thung thái mà lên. Lên chạm tiết dễ sợ luôn. Rồi nhá, ai lấy tim thì chốt tim luôn dùng nguyên 65k. Hàng lỗi à. Bỏ đi. Hàng lấy tới 185.000 là lỗi phải. Con này giữ nhiệt à. Xe 55 đổ về, cái này tặng đi. Lên mã này là mã tặng đi. Ghi lỗi chỉ mà chả biết là lỗi chỉ gì. Xe 55 đổ về, lên mã không đồng luôn dùng nguyên. Xe 55 đổ về, còn em mã không đồng dùng nguyên nhé.
Con này lên mã nhỏ luôn dùm đi. Đây tả đi. Lên ít cho dạ mình lên xíu nữa lên thằng lẻ tẻ nữa lòng yên lưng nhé. Nha. Con này sao chị em mình 48 độ về. Con này 48 độ về. Giảm nhiều nhé, 48 độ về phong chính tắc với chị em mình không? Con này chính tắc nhé, này. Hàng này hàng Quảng Châu. Xịn tới cái dây kéo luôn. Cái này em đi chị em mình 59k. Con đồng hết rồi nha. Con này sale 59k gọn luôn. Nha, sale 59k gọn luôn. Chị nào lấy mã 59. Comment lên mã 59k giúp Nguyên. Bỏ cái đi. Sale 59k nhé, chị nào lấy 59 cầm lên 59 cầm Nguyên. Chốt mã 59 cao luôn dùm Nguyên nhé. Đây còn một con quần nam này size em. Size 62. Size 62. Em hết rồi. Hết rồi nha. Con này size 62 nhầm, size 57kg đổ về size L thôi. 55.000 luôn, con này hàng công ty. Quần người lớn quần người lớn đó chị, nhưng mà form nhỏ. Size 6 nha. Từ 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 từ. Hồi nãy giờ em đọc tên là có nhé, giờ hỏi là em không biết đâu. Có thiền làm gì có. Hỏi lại không có, không biết đâu chị ơi. Nha, con này là hàng công ty nhé. Công ty nam size 57, cái này em đi chị em mình luôn 55k luôn. Giá này toàn bộ giá bán tặng trên line hàng công ty nhé, chuẩn hàng công ty đó. Xịn đẹp, xịn đẹp. Con này size 65. 55 chị Khánh Trang. 55 chị Khánh Trang. Con này xịn đẹp. Size chị em mình 62 đổ về. Bán tặng luôn chị em mình luôn. Vẫn là hàng công ty, hàng Phương Linh. Áo chống nắng có hai con này, em chị em mình tặng 65 luôn. Được hai con. Size 62 đổ về. Hàng thông hơi nhé. Chuẩn hàng công ty luôn á chị em mình. Nó may từ cái khóa kéo luôn, toàn bộ hàng xịn hết. Em đi luôn chị em mình con này luôn, sale luôn chị em mình con này 65 còn được hai con. Nha, size 62 đổ về ở size L, còn một đen một rêu. 65 nhìn chút lên luôn dù nguyên nhé. Chị nào lấy mã này 65. Con này lên chung mã này là mã ôm, con này sale bao nhiêu tiền? 59.000. Mì hàng nhé. Mì hàng size S, size 50 đổ về. Cái này sale nó luôn chị em mình 49.000 hết luôn. 49.000 trong này cộng này toàn hàng lẻ. Cái này bị sao ta? Con này là váy thun thái. Size 60, cái này hơi bị đường gấp, hơi bị nhạt màu xíu. Ở đâu rồi? Sao trẻ mình con này 29k. Size 60 nhá, thun thái, bị đây này, bị nhạt cái đường gấp xíu thôi. Nha lên luôn dùng mã váy thun thái. Bán thẳng luôn trẻ mình con này giá 29k. Đen 65 cho hoa hồng Nguyễn trừ mưa. Cái quần hay là gì? Dạ. Không. Đấy. Cái này. Cái này. Đây là bao nhiêu đây? Quần. À quần 49 cho hoa hồng Nguyễn nữa. Quần 49 là cái nào? Chẳng chỉ có cái nào quần 49 nghe em. Con này size 57 nè. Nha, sale luôn chị em mình con này lên mã xanh thang 65 luôn. Lên đúng mã nha. Lên đúng mã đi chị ơi, quần 49 là cái mã nào nữa, làm gì còn quần 49 ra đâu. À quần đây. Quần này. Quần này size nhỏ. Ok. Con này đi chị 65.000 size 57 luôn. 65.000 size 57. Ok. Đây lên cho chị em mình những cái này lại để cho nó gọn hết cái tấm cái này. Rồi. Lanh hãng, size bự. Con này để lại. Size bự tiếp đó. Cho chị Thảo Nguyễn. Có 29 thì Thảo Nguyễn. Rồi. Giờ mà mang con này lên là không có hàng chốt cái gì ông mình ơi. Size 55 đổ về. Nha, toàn bộ là hàng xịn hết. Lên luôn dùng bộ này bộ lụa hàng cao đi chị em mình, bộ này bộ lụa lửng nữa. 55 đổ về chị em mình chốt lại chốt 52 cho nó thông thả. 52 đổ về. Lên luôn dùng mã lụa vàng quần lửng. Size chị em mình bộ này giá 65.000. 65.000 nhé. 65.000. Bộ này còn sót bộ bộ pyjama cân hè cân chưa tao ra còn mấy cái bộ này trời. Size 57 đổ về nhé, cân chưa, không phát cái bộ này nữa thôi. Này em sale chị em mình nốt luôn 59.000 bộ pyjama, bộ này bộ lụa luôn 59.000 size 57. 55-57 nhé. Trời, đúng tương tác kém luôn ấy. Những cái bộ này bình thường không có hàng chốt đâu. 59.000 nhé. Thế đứng đơ đơ tới chị em mà nó thấy cái like không? Trời ơi. Ba nhìn có ok không ba? Có đứng có giật gì không? Thế. Có đứng có giật gì không? Mà sao thấy đứng đơ thế, những cái này sale 59.000. B
bình thường hàng 7985 sale. Chứ chị Thảo Lam. Thảo Lam luôn. Cái này 65 hay là 59? Cái nó 65 còn bộ xanh ngọc là 59k. Công sở chị em chỉ có mỗi màu trơn thôi, màu đen thôi. Chị lấy thì chốt thôi. Bộ này em sale luôn chị em mình 49k lên mã đen. Đen size 52. Đi là ma xanh kìa. Đúng rồi, gì nữa. Con này xe 49 xe 52. Y như thế màu reo thôi chị, em không lai đi lai về nhá. Em đi cho nhanh, toàn bộ là hàng em sale lỗ hết rồi. Còn lẽ mẫu cái em sale lỗ hết rồi đấy. Nên là em không lai đi lai về đâu nhá. Chị nào cảm thấy ok thì em mình chốt thôi. Chính là gì ta, cái này đúng không? Cho chị Ngọc Trâm lên thông tin trên. Con này giống cái con hàng 145, cái này không có mũ nhé. Lên mã khoác xịn luôn dùng nguyên. Size 52 đổ về, chốt mã khoác xịn nhé. Nó nét như vậy mình từ đường kia mũi chỉ luôn. Cái này em sale nó cho em luôn. Sale gọn nhé, 89.000. Size 52 đổ về, 52 đổ về. Cái này bỏ riêng ra, tắt trong hàng hết cho. Lên nãy xịn dường nguyên nhé, chị nào lấy xịn đây xịn luôn dường nguyên. Còn một con khoác thông hơi, hàng xe 105, khoác thông hơi xe 52 nhé. Xanh đen cho chị Diệp Huỳnh, nãy 89k. Xanh đen 65 à, làm gì còn. À đây đây, cái này sao. Xanh đen 65, xanh đi mấy mã rồi mới thấy, cái lên comment ta. Xanh ngọc hết rồi chị Ngọc Trâm ơi, bỏ của chị Ngọc Trâm ra. Bỏ chị Ngọc Trâm ra. Con này size 55 đổ về là chị em chốt, 52 đổ về. Cái này em đi chị em mình 69.000 luôn. Size 52 đổ về nhá. Sale nốt luôn chị em mình, con này giá 69 nha. Chị nào lấy cái này lên chung mặt khoác 69 là ok. Khoác 69 52 đổ về là chị em mình ok mang đẹp. Cái này em còn sót 2 cái. Lên mã phái, hàng này hàng 185. Nó có một con. Cái này cái nơ rồi. Con này hàng 185 nè. Sao nói chị em 125 nè. Lên mã này mã phái. Xe 52 luôn nhá. Ủa thế cái này cái dây của cái bộ nè. Cái con nè. Còn một con váy này. Em xe nó luôn chị em, con này giá 125.000. Hàng này hàng 185.000 của nhà Nguyên nè. Con này xinh lắm. Size 55 đổ về, à 52 đổ về là chị em mình cho ok, cái này treo lên đi sao. 52 đổ về. Khoác 69 nè. Khoác 69 năm nay. Sorry Nguyễn. Con này 52 đổ về chị em mình lên đẹp. Lên mã váy luôn dùng nguyên 125 nè. Nhá chị nào lấy váy 125, con này lên xinh nè. Con này chạy nhiều. Nhá khoác 69 hết rồi nha. Con cái. Con cái, lẻ lại thôi. Trời nè. Lên mã quần nam hai con này em đi chị em mình luôn, 70.000 hai con đi. Quần nam nhé. Size 60. 70.000 hai con nhé. Con này là quần dạng quần gió mềm. 70.000 hai con, chốt mã 70 là ok. Lên mã 70 là ok. Đây là con này giống con thông hơi hồi nãy nè. Con này em đi chị em 75k. Khóc mang hết rồi nha. Con này hàng hôm bữa đi chị em mình bao nhiêu tiền? Nó xịn sò nha. Đây chị em 75.000 con này, size 50-52. Lên mã theo 75k, size 50-52 nhé chị em mình ơi. 50 chốt cho nó thông thả. Khoác này dạng khoác lửng ấy. Lên mã lửng luôn dùng nguyên là ok. 75.000, size 50-52. Có nguồn le này hồi nào. Le tím size gì đây. Hàng này hàng size 89.000 này. Size 58. 70 cho Hà Hồng Nguyễn. Size 58 đổ về. 70 là hai con này. Theo cho chị Lê Thị Kim Hiền. Lê Thị Kim Hiền. Theo cho chị Lê Thị Kim Hiền. Lê Thị Kim Hiền. Con này lên mã này là mã không đồng tím luôn. Quần loe nhá. Màu tím cái này chị em mình về có kiểu chị em mình mix 58 đổ về. Lên mã loe không đồng. Lê không đồng. Con hồi nãy 70.000 hai con. À con hồi nãy 75.000. Mất 75. 75.
Con này lên mã xét luôn dùm luôn. Cái này là hàng lẻ, em like qua rồi còn rất rất mẫu là cái này. Nguyên xét. Chị Khánh Linh Nguyễn Hoàng không có đơn và không chia sẻ. Chú gì chị nào đang có đơn, kèm đơn thôi. Kèm đơn thôi. Nha, không có đơn không chia sẻ bỏ qua nhé. Phát lượng em hết. Cái này nguyên một xét, một cái chân váy, một cái áo dây, kèm một cái áo khoác, ba chi tiết nhé. Con này ba chi tiết nhé, dạ mọi người. Nha, lên luôn dùng mã này. 95.000. Bộ ngối cho em không? Nha, ba chi tiết, một cái váy, một cái chân váy, một cái áo dây và một cái áo khoác. Cái này tặng nó luôn chị em 79.000 luôn, size 55. Cái này gọi dạng kiểu chị em mình mang đi chơi thôi. Xinh lắm. Nha, lên mã set, cái này bỏ riêng hàng set này ra đi. Bỏ riêng set này ra đi. Không đồng cho người tình trăm năm. Tổng vừa. Đấy. 58 đổ về đấy nha, để ý luôn dùng đi. Con này lên luôn dùng nguyên cái này. Con này lên luôn dùng nè. Bo rip nhá, lên luôn dùng mã này, mã rip luôn dùng nguyên mã tại chị em mình con này 39.000. Mì hàng. Size 50 đổ về. 49.000 luôn mì hàng. Con này 39.000 nè, sale note luôn chị em mình cho nó gọn về bo rip kiểu là không có, size 55 đổ về. Lên mã rip kiểu. Xúc mã rip kiểu. Con này thun thái ha. Lên mã bò. Con này chịu trả nguyên luôn. Sale đi sale về tiếp. Bò xe 57 đổ về 49.000. Cái này khách không lấy trừ chặn. Cái này bỏ chung con với nhớ không bỏ. Con này xe 50 đổ về. Lên mã tặng 29. Tặng 29 nhé. Con này tặng 29k. Có chia sẻ đâu? Mình nghĩ không chia sẻ. Hồi nãy giờ quần 29k luôn dùng nguyên. Nha, chốt cho ai chia sẻ thôi. Chị nào không chia sẻ những cái mã này bỏ qua nha. Xe quá là rẻ mà chả thấy chị em mình chia sẻ. Cái cọc này như cái tay này lên rồi. Mỹ Phụng cũng không chia sẻ. Tức là chị nào chia sẻ thôi. Ai không chia sẻ những cái này bỏ qua. Trương Thị Hồng Linh Thanh Chiến. 29 là gì ta? 29 đây. 29 đây. 29 đây. Con này là mã bé xe 14. 35 cao lên. 35 cao luôn. 35.000 con này luôn. Size 14. Bộ này bộ có tông dẻo. Bộ này bộ có tông dẻo. Quần 39 em thấy. Bộ có tông dẻo size cho bé 14. Cái này em có 1. Đi trẻ mình bộ này với giá là 35.000 luôn. Size 14. 35.000. Là cái nế này cho nó gọn. Đây còn bộ này. Đây còn bộ màu xanh này nè. 35.000 luôn. Size 16. Chị nào đang có đơn để chốt những cái mã này nha chị em mình ơi. Cái này gột đơn vô thôi. Kêu ít ít tương tác kém em lên trẻ mình những cái mã hàng lẻ này sale cho nó gọn cái góc này thôi nha, nhưng mà chị nào đang có đơn chốt nhá, xong sale những sang những cái mã hàng sale xong gột đơn mệt lắm, gom gom mệt lắm, cái lúc chốt đơn lại lại chơi bỏ ít là xả ra mệt lắm. Rồi, con này quần lưng siêu cao, lên mã kiểu luôn dùng yêu là ok. Size M size 52, size M size 52 14 chị Trương Thị Hồng Hồng Linh. Nguyễn Thị Kim Văn có đơn chưa? Chưa có đơn xong mất công bỏ ra nữa mệt lắm chị. Con này muốn có con cái. 14 hết rồi còn 16. Còn 16 thôi mình à, rồi cái này sai chị em mình 55 đổ về. 52 55 đổ về chị em mình chút đẹp có con cái. 52 chút 52. Tôi gọi chị em mình 89. Những cái con mà hàng kiểu hot girl này chị em mình mua rẻ nhất là người ta sẽ bán chị em mình trong 250.000 một con. Lưng siêu cao nhé. Size 52, chút 52 đi cho nó thông thả, cái này không giảm nhiều, size M. Nha, lên mã M luôn dù nguyên. Sale nó luôn chị em mình luôn mã M. Nha, comment lên M luôn dù nguyên. Cô gái này sao ta? Bỏ ra này sao? Bỏ này trong đơn sĩ này sao? Bỏ đây đó. Ngực bi hồi nãy bỏ ra luôn. Ngực bi hồi nãy size 36, hồi nãy chị nào chưa có 36, lên 36 nè. Ngực bi 36 em có một cái này 39.000. Bi 36. Chị Nguyễn Thị Kim Văn cứ lên cả địa chỉ trên live và tranh thủ gom cái gì để em đi đơn nhá. Chứ không có một cái xong ngày mai xả ra mệt lắm. Các đơn xả ra nó mệt lắm. Ngực cho 34 nhá. Chị nào lấy ngực 34 comment lên ngực 34 giúp Nguyên nha chị em mình ơi. Ngực 34. Cái này em còn bộ. Ngực 34. Quên lộn, ngực 36. Sorry, ngực 36 39k. Cái này Nguyên còn một bộ dâu này size 57 nè.
Thôi chị em mình bộ này giá 65 nghìn luôn đi. 65 nghìn nhá. Chị nào lấy dâu lên dâu. 52 đổ về là ok đó chị. Quy 36 cho Lê Thị Kim Hiền. Có đơn chưa? Lê Thị Kim Hiền có đơn chưa? Cái này em đi chị em mình 65 nghìn bộ dâu. Bộ dâu 65 nhá. Chị nào lấy dâu 65 cái này em sẽ báo chị em 75 nghìn luôn. Này này em sẽ 89 nghìn. Không chị ơi. Hả? 39 nghìn. Cái này cho chị Nguyễn Thu Thủy. Nguyễn Thu Thủy. 65 nghìn. 65 nghìn. Dạ không em hết rồi chị Ngọc á. Đuổi sức dài thường không còn. Hồi nãy em sale mấy tiền đấy. Con này sale 89 nghìn. Phát đây bình thường 135 nghìn. Đã thấy nó rẻ rồi. Vừa thì phát ngay và luôn đi chứ. Còn lẽ mẫu lại. Coi 52 đổ về chị em mình lên ok. 52 đổ về con này nhá. Lên mã khoác 75 luôn. Nha chị nào lấy khoác 75 comment lên đi. Dâu em hết rồi. 89 cái này cho chị anh lai lương. Không thấy chia sẻ ngang. Con này mình còn hàng. Con này còn hàng. Con này còn trong mớ hàng xã. Đây. Chiếc bi này 125 nghìn. Có 75 cho chị Kim Ly Nguyễn Nguyễn. Kim Ly Nguyễn Nguyễn 75. 75 Kim Ly. Con này 125 nghìn, à, nghìn và nguyên đã hết hàng. Đã hết hàng. Size này chị em mình 62. Khóc em hết rồi. Xe đến 62. Chị ơi chị lên cả địa chỉ trên line đi. Chị Nguyễn Thị Kim Văn khách mới đúng không? Cái này em đi luôn chị em mình. Mã này là mã 110 luôn. Chipner nhá. 110 cái này đi nguyên cặp đi. Giờ cũng không còn hàng này nữa thì chị em mình. Nhà lên luôn cho mã này là mã chip 110. Chị mua cái gì chị phải lên địa chỉ trên line cho em nhé. Lên mã 110. Con gió gu. Gió gu hàng 125 nghìn cho nam. Áo nam nhé, áo gu nam. Cái này mang mùa nào cũng được, mùa nắng, mùa mưa gì mang cũng được hết. Size 62 đổ về. Size 62 đổ về. 110 cho chị Mỹ Phụng. Xuyên dài rồi ok. Lên mã gu nam dùng nguyên nhé, 125 nghìn. Size 62. Cái này bán tặng luôn trẻ mình 90k. Riêng hàng gu nhà nguyên thôi trẻ mình khỏi phải lăng tăng nha. Chạy quá nhiều rồi. Này trong hàng lẻ gu nam mũ có thể tháo rời ra được nhé. Áo khoác gu nam mùa nào mang cũng được hết. Chiếc em thấy là chị Nguyễn Ngọc ơi. Nha lên mã gu nam 90. Còn mã chiếc này nó tương tự. Nhưng mà để coi mấy con, 5 con. Lên 49k này chị Nguyễn Ngọc ơi. 5 con nhé. Chip chip bi. Nha xe 49.000 5 con luôn. Những cái mã chip bao luôn kìa. Mà là không có chỗ nào chạy giá này luôn. Rẻ người ta tách 5. Nếu như dạng rẻ nhất người ta thì chị em 69.000. Cái set mà chị em mình thấy cái set chip nhăn mà em bán 99.000 này thì là người ta tách lẻ ra không thấy nhiều chỗ nó bán 69.000 5 con. 5 con, cái này Khánh Trang. Khánh Trang đi xã. Khánh Trang. Cái này cho chị Nguyễn Thị Kim Văn 35.000. Đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Từ từ ghi luôn cái này bà xã đã. Chip em hết rồi. Rồi ok nhé. Gu em hết luôn, gu cho chị Hà Hồng Nguyễn. Gu cho Hà Hồng Nguyễn 90 luôn. Gu nam em hết rồi. Hà Hồng Nguyễn 90 này. Đây nè. Cái này Hà Hồng Nguyễn 90 này. Bi hồi nãy cho chị nào rồi này. Khánh Trang cho Nguyễn Kim chị đó. Bi cho chị Khánh Trang. Bi Khánh Trang. Lê Kim Văn cái gì đó. Cái này 95 à. 90. Bộ này cho chị Lê Kim Văn. Còn bi hồi nãy chốt cho ai quên mất tiêu rồi. Khánh Trang. Bi hồi nãy chốt cho ai quên mất tiêu rồi. Cái này có một bộ bé. Có một bộ bé. Đây hồi nãy thấy rất một mã chip nào đâu. Ủa mấy dâu này chốt rồi mà sao? Cho chị Nguyễn Thu Thủy với dâu này với. 65 nghìn. Đấy, chốt rồi. Con đừng có nặng như đó con. Đã được bao nhiêu? Áo này, ủa áo nó đã chốt đâu? Mã bộ bé này thôi, 35 nghìn. Lê Kim Văn hay Nguyễn Thị Kim Văn? Cái chị này 4 chữ. Nguyễn Thị Kim Văn chứ không? Ừ. Cái gì 4 chữ? Bé bao nhiêu đây? 35 nghìn. Bi em hết rồi. Để em dồn trong này rớt lại cái sát nào không nhé. Chờ em chứ. Cái này giờ là mẫu rớt lại thôi chứ còn không có hàng nữa. Đang cháy hàng chiếc nhé. Lại đổ hàng 4 chiếc chữ. Em đang đau mà. Đổ nhẹ cái này thôi nè.
biểu không rồi đó. Bắn con trừ. Nãy chiếc bi này bao nhiêu đây? Đào bi cho Khánh Trang rồi. Tại chỗ sạch kho rồi đó chị ơi, mà nó không còn cái xác nào hết luôn. Chiếc bi này nãy bao nhiêu đây? Chiếc bi nãy 49.000. Chiếc hết sạch rồi đó chị ơi, mà nó không còn cái xác nào luôn. À đây 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 đây. Đây đây. Đây còn xác 5. Cái hộp Nguyễn này. Nguyễn Ngọc đó. Set 5 nhé. Đây chị bi Nguyễn Ngọc lấy set này nhé. Nó giống như bi thôi. Nó giống như bi thôi. Cái này em còn bộ size. Đây mã hoa nhí size 57. Hoa nhí size 57. Cái này em sẽ nói chị em mình 65 gì. Hoa nhí nha. Size 57 đổ về. Em để chị một set nữa luôn. Ui. Phải con này đã. Chị em mình nhìn. Đấy, lên luôn chung mã này, mã hoa nhí size 57. 65.000 nhận những cái bộ này bao phê nha chị em mình ơi. Từ chắc. Từ chắc luôn ấy, từ đường kim mũi chỉ luôn. Nha, lên mã xanh 65. Nhá, comment mã xanh 65. Cái này em còn xanh 65. Không phải bi. Không phải bi nhưng mà tương tự cũng là cốt tông. Hoa nhí cho chị Mỹ Phụng. Cái này chị em mình 60 vẫn mang được luôn. Cái này mà chị nào đã có những cái con áo kiểu ấy, dạng áo to ấy, áo phông to cũng được. Lên mã lụa. Bộ đùi công ty 89K đẹp lắm em. Cảm ơn chị Lương Cửu nhé. Nha, rồi lên luôn dùng nguyên. Có khách nhận hàng ngày nay cũng đặt mấy bộ nữa mà giờ còn lẻ tẻ. Hồi nào like đủ với trường. Con này em sẽ nói luôn trẻ mừng luôn. 39.000 quần lụa nhé. Quần lụa ống bo. Hot girl thì nó bán như vậy mà những con này khá là cao đấy. Cái này 60kg vẫn mang được. Nha, chị nào lấy cái này lên chung mã quần bo. Không có set 10, còn được set 5, hồi nào về rồi mua thêm. Mua miết mà. Khi nào về hàng rồi mua thêm, cái này em có 1 cái. Có 2 cái, 2 cái, lên mã quần lụa. Đây chị em mình 39.000, lụa dài lắm. Nguyễn Thị Kim Văn ơi, nãy giờ lên địa chỉ về. Có rồi đúng không? Còn một quần lụa bo nữa, sale 39k nó. Chị nào lấy lụa bo, sale 39k luôn dùng đi. Hoa nhí em hết rồi. Cái này lên mã dâu, CL, lụa bo cho chị Phạm Nụ. Chị Phạm Nụ. Quần lụa bo đó mà chị Duyên chị mang vừa luôn, chị 62 chứ vẫn, chị vẫn mang được. Quần hết rồi, đâu sót được có 2 con. Ba ghi lại đi, ghi quần lụa bo đi. Thứ mai còn em bóc hết thôi chứ, ghi lụa bo 39.000 đi. Còn bóc hết thôi. Nó đang còn được 2 con ở đây, chả thấy ở đâu. Nha, quần lụa bo em bóc lại còn, thì lái còn hết thì thôi nha dạ mình nha. Em không chắc nhá. Đem mãi dâu luôn dù nguyên còn được 2 bộ, size 57 luôn. 3 bộ. Size 57 bộ này em sale chị em nó 65.000. 3 bộ nhé. Lên mã này là mãi dâu size 57 nè. Phần này là phần ngực là bo thun hết nè. Nha. Cứ ghi lụa bo mà còn thì lấy hết thôi nha, đừng ngày mai kêu là con Nguyên nói chốt lụa bo rồi nha. Đấy, rồi lên luôn dùng cái này. Chốt mã này là mãi dâu size 57, nó giống cái bộ hoa nhí lúc nãy. Từ form đến chắc nhé. 80 lộn lộn. 65.000. 65.000. Lấy set chip nào mua về bị lấy hết à? Thế giờ em chả còn set nào. Chờ em vài hôm. Thế tạm 5 bộ này không phải bi cho chị Nguyễn Ngọc. Tạm 5 cái nó đi. Rồi hồi nào về thêm mua tiếp nhé. Trừ khi hàng bom nữa thôi. Chứ trong kho em dạo quanh hết rồi, chả còn cái nào hết. 65.000 cái bộ dâu này luôn, size 57 nhé. Bộ này đẹp lắm. Chị em mình mua thử bộ này đi. Đây là những bộ cuối cùng rồi. Giờ chị em mình sẽ thấy lượt là nhiều chỗ người ta đang xỉ số lượng mà hàng sale là 6 mấy 7 mấy nghìn. Xong chưa? Đánh CL đó chị, CL đó. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này là mãi dâu. Chúc dâu luôn dùng đi. Comment mãi dâu chị Anh Nguyễn. Dâu chị Anh Nguyễn. Dâu Anh Nguyễn đi xã. Rồi còn được chừng này bộ. Rồi nhá, dâu cho chị Thiên Đoàn luôn. Thiên Đoàn. Thiên Đoàn. Màu vàng này em còn bộ này. Hai bộ này. Hai bộ. Sao 57 đổ về, 52 đổ về, 57 đổ về còn hai. Dâu em hết rồi chị Khánh Trang ơi. Hết dâu rồi. Đây mã này là mã bướm. Ok, ok chị Nguyễn Thị Kim Văn. Bướm này size 52 và bướm size 57. Mã này bản da nhỏ. Nè. Nó may kỹ lắm. Chị mình cứ yên tâm, hàng may chuẩn luôn, ở trong nó cũng may rất là kỹ luôn ấy. Từ đường kim mũi chỉ tới cái phần này. Chuẩn hàng luôn chị em mình, không phải hàng xưởng may sổn sổn đâu, nên là yên tâm.
nhiều khi là sale rẻ quá chị em mà tưởng hàng không về không mang được luôn nhá. Chị em mình nhìn hàng luôn giữ nguyên này. Lên luôn giữ mã này vàng M cho chị em mình 52L, cho chị em mình 55 57 55 57, chị nào gọn mới lên được 60 nhá, gọn mới lên 60 nha. Lên mã vàng này còn được hai bộ ML nha, 65.000 gọn luôn. Vàng hai bộ ML 65 đấy, vàng với hồng, vàng hồng xanh. Hết mã dâu lúc nãy rồi, ai lấy thì lên luôn dùng nguyên nhé. Size M và size L đó chị em mình ơi. Rồi tiếp cái màu trong bộ này, cái này sao chị em mình 29.000, chị nào đang có đơn chút nhé, sao chị em đến 60. Con này size chị em đến 60. Bán cho kỹ trong cái 29k nhé. Con này size nó 29.000. Size 60 con này chắc của nó là đuổi lụi chị em mình ơi. Áo vé hàng kit muôn size to. Chị nào mua con này mua con cái. À, từ từ. Bộ 52 chị lấy chị bộ size M. Cái bộ size M cho chị Nguyễn Ngọc. Bộ vàng hồi nãy size M cho chị Nguyễn Ngọc. Size L cho chị Nguyễn Thị Kim Văn. L Nguyễn Thị Kim Văn. Con này hàng kit muôn 45k. 29 là gì? 29 mới bắt xuống cho chị à. Lê Duyên Pha, 29 cho Lê Duyên Pha. Con này hàng kích mua size 37 45.000, 45.000 size 37 lên mã áo bé. Con này hàng sale 79.000. Con này em chị em 45.000 nha, lên mã bé size 37. Bé size 37 nhé, 45.000 luôn dùng nguyên. Chị nào lấy bé comment lên bé, chúc mã bé luôn dùng nguyên nha. Rì đó, 29 thấy rồi nha. 29 hai lớp nha chị Thanh Hòa. Một bộ nam xây 70. Hai lớp. Bộ nam xây 70, hàng công ty, hàng này hàng 150. Xây 70 nha chị em ơi, còn bộ này. Lên mã nam luôn dùng cái này anh chị xây dễ bằng 65.000. Hàng công ty nhá, phải đẹp lắm. 65.000, hàng này hàng khách xã khách bom này. Chứ không còn hàng hôm bữa em xe chị em 79.000. Hàng 150.000. Chị nào lấy cái này lên mã bộ nam hàng công ty. Đấy, sale nó phải cực kỳ sướng luôn chị em mình về sợ chắc. Nha, sale nó luôn chị em mình luôn. À, sale bạn. Từ. Chị xem váy sau lưng. Váy sau lưng của em 52 đổ về còn cái. Quần này là quần hai da của nam. Quần nam lớn hay bao nhiêu? Xe 70. Xe 70. Cái này cũng có một cái, quần hai da size 62. 503. Size 62 nhé. Cái này em xe chị em mình nó 59.000. Quần hai da này là mang không nhăn, không xù, không rút nha. Xe nó luôn chị em mình 59.000. Quần hai da size 62 đổ về chất đẹp. Lên hai da giúp mình nhé. Hai da size 62 nha. Áo nguyên mang còn màu nu, màu trắng và màu hồng. Nu anh trắng và hồng. Nu trắng và hồng chị lấy chốt. Con này là mì hàng, quần mì hàng, quần ống bo. Em sale 125.000. Con này em sale 125. Quần nam này hàng 95 này dạ mọi người. Size 62 luôn. Size 62 cái này em sale chị em mình luôn 65.000 quần nam. Quần nam chính cho chị Hà Hồng Nguyễn. Hà Hồng Nguyễn. Lên mã quần nam dùng nguyên. Ôi, quần nam nhá, mì hàng cho nữ này. Size 50. Size 50 lên mã mì hàng 49k luôn dùng nguyên. Comment mã mì hàng luôn dùng nguyên nhé. Rồi lên mã này là mã sọc. Con quần nam này là hàng sale 95.000 đó chị em mình. Sao nói chị em là 65.000 mì hàng. Và nó xịn cho chị em mình cả tới đường quên lộn. Cái khóa kéo luôn ấy. Đến khóa kéo nó vẫn xịn luôn, là khóa kéo chống trượt. Quần sọc năm sale 49.000 size 52. Toàn bộ là chạy mì hàng hết, 49.000 sao 52. Mua áo tung nhiều thì phát những con này về mang. Toàn bộ cọc này là mì hàng hết, 49.000. Size 52 hết chị em mà nói. Size 52 con này size 55 này. Con này size 55 này. Con này 65 chị Lê Thị Kim Hiền. Lê Thị Kim Hiền. Quần sọc chị Tâm Lê lên cái size. Mì hàng lên size, lên size, lên size. Lên size, lên size. Có váy, từ từ, có váy có lưng thun ở eo không? Không có chị ạ. Không. Quần tí nhỉ? Quần gì? Quần 65, quần nam. Hàng đó là hàng 95.000, nó lẻ tẻ là em sale đó. Mì hàng, chị Tâm Lê ơi, chọn size. Mì này đúng không? Chị Tâm Lê là sọc này đúng không? Tâm Lê cái này.
Mỹ Hàng chị Hào Nguyễn ơi, xe bao nhiêu? Con này xe 55 nè. Con này xe 55 nhé. Ok, lấy gì Tâm lên cái này, xe 55 cái này được cả. 55 cái này, chị Tâm lên 49 ta gọi. Cái này ngọc. Xe gì cái này lẽ trẻ lại làm xe. Con Nam này hàng Phản Quang nhé. Toàn bộ cái này là hàng xịn không có chị em, hàng xe 55 luôn. Nè em xem chị em 49.000, lại 49.000 con. Nha chị nào lấy cái này lên lên gì 49 luôn nhé. 49 rồi. Đây hai cái luôn. Cái gì hai cái? À, cái này nè. Ừ, hai cái. Rồi công sở này chị em mình nè. Công sở 79.000. Xe 58. Gấu của nó là gấu lẹt như thế này nhá. Chốt lên luôn những mã này, mã 79K size 58 đổ về là chị em mình lên ok. Cái này còn con nhá. Lên mã này là mã công sở 79.000 size 58 cái độ về. Size này là bộ nam em còn có cổ thôi chị ơi. Hết rồi chị Tâm tặng em còn mỗi có cổ thôi. Chứ hết cái kho cái cổ tròn rồi. Còn một cái reo này sẽ nói chị em 65.000 luôn. Size 52. Con này là hàng công ty luôn, hàng tung lạnh hàng công ty chứ chị em mình ơi. Nhá. Chị em mình về á, nhìn cái đường kim mũi chỉ là biết. Còn sót cái led riêng lẫn mà, đâu có size nhỏ đâu. À đâu có size to đâu. Còn size xíu xíu mà. Có cổ thôi, nam 49 cho chị Nguyễn Ngọc. Chị ơi có cổ em có up lên trang cá nhân và cả trên trực tường. Đây nè, đây vô đây, đây vô cái này quần công sở. Cho chị Nguyễn Ngọc con này. 49.000. Con này đi chị em 65.000. Lên mã này là mã khoác nát em hết rồi. Con này về máy được hàng là giờ sạch kho luôn ý. Còn rớt mẫu lại cái em luôn chị mình con này 65.000 luôn. Nha, lên luôn trường mã này là mã công ty size 10. Size 52 đổ về, con này là nắng thông hơi nhá. Nó nét. Nét cho chị em mình đến cái từ cái chiếc khóa luôn. Còn con thôi. Lên mã này mã khoác 65.000 đang sót đường con nhá, size chị em mình 52 đổ về là chị em cho ok. Khoác về cho Thảo Nguyễn. Rồi nè. Con này em xây chị em 49.000. Hàng này là hàng nguyên sale 59.000. Sale 59.000. Xây chị em là 50 độ về. Đấy. Không phải. Tóc em bình thường như là mà do gỗi lắm. Tủ xuống cho ngồi em chéo qua bên lại hồi sớm giờ rồi. Còn nợ khoác nam. Chiếu điều hòa đó nghe. Khoác nam mới chiếu điều hòa. Chứ không có cắt đâu, bình thường anh ấy quay thế này mà tóc nó dơ thì nó dính lại, còn nó sạch thì nó dụi xuống thôi. Cái này em có một cái, xe chị em mình 49.000 luôn. Bộ nam cổ màu xanh, em không cái đó không chọn màu, chỉ có loại trừ một màu đó, 4-5 màu gì đấy. Chị loại trừ, chị không thích màu nào, chị bỏ ra một màu cho em thôi. Còn không chọn màu, em có plan là giao màu ngẫu nhiên. Cái này là mì legging nha, hố cho ti ti. Trời ơi, ti ti thun thái mà sao vắng bóng, hồi sớm em đang thun thái. Thun thái xịn, thái to luôn, hàng 779 đó. Hàng giờ người ta đang xỉ bảy mấy gì đấy, mà sao chả thấy chốt. Vì em đóng xỉ xong còn có 500 mấy con thôi. Dao này à, quên dây này tặng 10k luôn, ai có đơn chốt. Dây này tặng, ui, cái này nó tụt cái dây, không phải tụt cái dây. Áo bún nè. Áo bún tặng 10k này. Lên mã bún nhá. Với lại xong. Với lại xong. Thái đẹp lắm. Về là chắc là mê luôn á chị ơi. Em lên từ đầu like đó. Đến khi 49 hết rồi. Nếu được thì cứ like cho chị coi lại cái đầm. Nhưng mà 52 thôi. 52, 55 thôi, xây mờ ấy. Hồi đó em làm cái này eo mấy ta? Xây mờ là em làm eo 74 thôi. Hồi đó là xây mờ em làm chị eo 74. Size S em làm size 70. 10K Lê Thị Kim Hiền. Còn đây nè, đây nè chị nè. Mai gọi qua đi, tóc đẹp lắm, mê mang luôn. Hàng 779 cứ sợ đi. Hàng 779 này là hàng tỷ bảy mấy nghìn. Sáu mấy bảy mấy nghìn. Hồi nãy em đi 55.000. À 59.000. Sợ chứ, đâu lo sang được đợt hàng này. Đẹp lắm, 10K mét rồi. Còn nói mà chị nào không chốt tiếp lắm. Con này cho em 79.000, mì tàu. Xe 50 đổ về. Mì tàu nhé chị em mình nhìn túi tiếp nè. Nhưng mà xe S làm sao chị anh lai lương mang vừa.
Thì 55kg cái này size S, size dưới 50 thôi. Con này size trẻ và 50 đổ về nè. Nhiều màu lắm chị Hồng Phụng á. Đẹp. Nguyên nói là chị nào mà chuyên bán áo tung à, mà không mua những con này, hai má áo tung mà không mua những con thun thái này á, tiếc hùi hụi luôn. Nhiều màu lắm, toàn màu đẹp thôi. Bản màu cũng rất là chuẩn. To ra mà to CS thôi. Cái này lên mã 79K mì tàu nè. Chúc mã 79K mì tàu nha. Làm gì có mà to. Hết to rồi. Con này đùi còn cái. Ôi thế chị, chưa dịp chi đi. Vừa đó chị. Con này hàng em đem 185.000. 10 thun thái đủ màu chị Hồng Phụng. Cái em up lên nhóm màu mai thái à ta. Toàn về em đóng không á. Cái này cho chị dịp chi đi. 125 dịp chi. Lấy áo kem cho chị Nguyễn Ngọc. Kem đâu? Làm gì có kem. Con này 49k size 52. Hồng nhạt đó. Màu hồng nhạt đó. Hồng nhạt, vàng, hồng, nhiều màu lắm. Cái này nhiều màu lắm, và em lên từ đầu like. Xin thì mai em lên lại xanh sen thôi nha. Rồi lên luôn này, con này size trẻ mà 50-52. Quần lên, từ từ. Đang lên quần đen hả em? Đấy. Size 50-52 thôi, chốt 50 đi. 49.000 con này. Con này toàn hàng sale, em sale hết trơn rồi. Được 2 con thôi. 49.000 em mang thử trẻ mình phôn con này dạ một tháng. Đang mang con quần ring. Size 50-52 đổ về cho em chút đẹp. Em up vô trong nhóm. Em up vô nhóm sĩ á. Toàn nói là vì khách dặn trước hết rồi, thun thái về đóng thôi. Đùi size 50-52 chị em mình chốt đẹp nè. Nha có 2 con. 49.000 con này luôn. Khang trang, không có size lớn vợ hết rồi. 49.000 khang trang con. Còn con nữa nè. Sau lưng nó nếu mà màu kem nữa. Màu hồng đó. Màu hồng đó. Rồi ok, còn cái này 49k luôn. Chị nào lấy chốt. Còn cái 49. Ai lấy 49 là 49 này Nguyên. Con này 2 con. Lát viên đùi. Xây xíu, xây 50. Ok, hồng nhạt. Ố, không có trong nhóm mà. Không có thì vô. Nhóm là toàn tác sĩ XX đi. Sĩ XX chứ. Ok. À, hồng nhạt cho chị Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc. Hết pin nữa gì? Coi hồi nãy giờ gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Có học không hay là coi chứ không? Để. Coi hát đi nè, thôi được rồi. Chứ mày có nè. Tặng 29k con này luôn, size trẻ mình dưới 50 thôi. Quần này là đùi legging nhá. Cái này có tông của nó, có tông dài lắm. Còn được 2 con sót lại. 29.000 con nha, đùi legging 29.000. Có tông dài nhá. 29k. Cái chị Hà Hồng Nguyễn. Hà Hồng Nguyễn. Sọc này size 55 này. Mì hàng 49.000. Mì hàng 49.000 chị nào lấy chứ. Cái gì vậy? Tặng Nghiêm. Không được, bà đang like. Đang bán hàng mà. Đùi em hết rồi. Đùi hết rồi. Ok, rút cho chị Hồng Phụng 10 con thun thái. Ghi lại chị Hồng Phụng 10 con thun thái. Mai bóc. Mai bóc. Con này em đi trẻ em 49.000. Con này 3D. 49.000. Tay bồng nhá. Lên mã LV. Cái này hồi hôm bữa lên rồi nè. Sắp lại được 3 con. 49.000 nhá. Lên mã LV trắng 49 luôn Dùng Nguyên. LV trắng 49 nhá. Chị nào lấy LV trắng 49 comment lên luôn Dùng Nguyên nha. LV chị Tây Tây 49.000. Rồi lên mã chữ luôn. Chữ này dạng tay tay bèo xếp như này nè. Cưng không? Lên mã chữ còn được 2 cái nữa thôi. Nha, còn được 2 cái chữ này 49.000 nhá. Chị nào lấy chữ lên chữ luôn dùng 49. Còn cái này màu nu. Nu này cũng nu tây bồng. Rồi 4 cái nữa là hết rồi đấy. Mã này hết luôn. Con này hàng Quảng Châu. Nha, lên mã này là mã tây bồng. Con cái
tay bồng con cái luôn. Thôi được rồi, đừng nói nhiều nữa. Rồi nhá, con này là lửng. Đúng LV, mặt đẹp chắc luôn, ok. Cảm ơn chị Nguyễn Ngọc nhé. Rồi nha, size này 57 đổ về. Đen luôn, con này cốt tông tàu nhé. Phơm lửng. Em đây luôn chị em mình, con này 49.000 luôn. Chuẩn bị cái roi vô đích ấy. Chuẩn bị cái roi vô đích ấy. Em đi về đó. Thế? Đi về ở trong phòng đó. Ở trong phòng có TV không? Thì có. Thế vô coi đi. Bao chưa mở. Bao chưa mở à? Thôi. Thế ngồi đó chờ xíu nữa thôi rồi vô. Không có mở nữa. Roi vô đích giờ luôn ấy nè. Xíu gì mà xíu. Cái này lại tẻ đem bỏ ra bán sẵn. Cái này tiếc lắm. Cái này bán tặng lại tiếc lắm. Rồi cho chị em mình bán tặng chị em mình cọc này. À đây nè, cái này chị Tuy Tuy. Coi lấy nè, có chuyện nào nãy giờ to to 30 size 34. Con này ai to to phát. Có size 65 với lại size 70 được hai cả hai size thôi. Hàng này là hàng siêu thị. Con này hàng siêu thị nhá, hàng này hàng size đại. Hàng này hàng big size. Chúng bị roi vô đích, nói nhiều là roi vô đích. Im mà đang bán hàng đó. Nói ba nhưng mà nói to. Ừ. Cái này là size 65, con này chất cực đẹp luôn. Cái này quần ring của nó là ring găng nhá. Size 65 đổ về là lấy size 34 nha. Size 34 không? À 34. Nhiều khi sale quá tiếc chứ. Sale quá cũng tiếc. Hay họ like mấy cái con mà gọi là mình ưng ấy, sale tiếc quá, nhiều không mình đi ra ngoài mua giá cao quá, thôi cũng giữ lại. Giữ lại miết khỏi nguyên cả một tủ đồ. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái này. Toàn size đại thôi, cái này em đi trẻ mình 69.000. Size 65 đổ về trẻ mình lấy size 34. Size 70kg, 72kg chị em mình lấy size 36. Được 2 size. Đây chị em mình con này giá 69.000 con nhé chị em mình. Con này là hàng siêu thị nhé chị em mình nhé. Túi chéo. Lên luôn những mã này là mã 34 hoặc là 36 là ok. Size 69.000. Hàng này hàng hiếm đấy. Hàng mà size 65, 70 là không dễ gì có hàng đấy. Chị nào lấy cái này thì lên nhé. 34 và 36. Rồi ai lấy nữa lên nhé. Sao em ngưng đi. Em ngưng đi. Cái hôm nay tương tác kém. Ủa sao hai cái vậy TT? Hai cái 34, hai cái 36 vậy TT? 49.000 nhá. Đây cái này à? Đây cái quần này nè. Mấy bữa ở nhà mẹ là roi vô đích rồi đó. 36 nè. 36 cho TT nè. Bộ vàng nè chị ơi. 34 cho TT nè. 34 cho TT nè. Nãy giờ lên bộ vàng rồi nữa. Qua mã mấy lượt rồi. Ti ti. Rồi cái này cho chị Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền 4, ông ơi lộn 69.000. Rồi ok em ngưng. Cái gì? Mà con đi chơi đi về. Chứ hồi nãy giờ con coi cái gì? Mà con chưa coi. Hồi nãy giờ con coi cái gì? Nói mẹ nghe. Rồi ok em ngưng nhé. Thôi có ba mấy view. Thêm 3-4 ngày này view trắng. Like cho vui. Không coi nữa. Phải đập đó nè. Rồi em ngưng nhá, hẹn trưa mai đi chị em mình. Lượm lại. Hẹn trưa mai lên đây tiếp nha. Bye bye chị em mình luôn. Hẹn trưa mai nha. Một. Còn ấy nhưng mà không lên. Lấy chị cái áo tay bồng ok vậy cho anh cho. Tay bồng đây nè. Tay bồng em đang mang nè, còn từng này cái nè. Chị Khang Trang lấy màu hồng đúng không? Còn hồng, cái này chị Hồng Phụng lấy chốt nè. Tay bồng Paris. Còn hồng, còn nu, còn trắng, 49.000 con. Nha, chị nào lấy tay bồng thì lên tay bồng dùng nguyên. Y Nguyên đang mang ấy. Nha, tay bồng Paris. Chị nào lấy tay bồng Paris chốt. Dạ. Trời nhá, em ngưng nha. Cái gì? Từ 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 từ
Từ từ, chị lấy cái áo tay bồng cái nào? Màu LV đúng không? Hay là cái gì lên rõ đi chị ơi. LV. LV nu hay là cái gì? Nãy giờ mấy cái tay bồng ấy, lên rõ đi. À, tay bồng xám á, sao bỏ qua tay bồng xám nha chị. Tay bồng màu xám 49k ấy. Ở đâu? Ở đâu dưới rồi. Qua mã hồi nãy giờ không chốt, giờ tìm đâu đâu ra trời. Bỏ vô trong đống hàng lẻ rồi. Thôi chị chịu luôn, ở đây 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 đây. À, có một cái. Okay. Rồi, khóc luôn, lên giường khóc đi. Rồi chuẩn bị mẹ vô mẹ xử lý. Rồi nha, chị Nguyễn Thị Kim Văn lấy màu gì, tay bồng màu gì? Ngưng nhá. Giống em hết rồi. Màu này đang có người chốt rồi phải không xã? Còn màu hồng, màu vàng, á quên, màu hồng, màu nu và màu trắng thôi. Lấy màu gì chốt màu đó, xong rồi ngưng like nhé. Với ba chị em mình luôn nha. Từ từ, lấy chị ba bộ thể thao nam. Chị ơi, chị vô trang cá nhân chị đặt đi. Mai nhà em chốt nhé. Vô trang cá nhân hoặc là lên trên bếp nó đặt. Với ba chị em mình luôn nha.